Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 1121 trước mắt, chỉ cần ngồi chờ tin tốt là được. Nghe được đáp án của Đường Thông, Lạc Phong và Hân Tuyệt cùng thở phào nhẹ nhõm. Trên khuôn mặt căng thẳng rốt cuộc cũng xuất hiện một nụ cười hiếm hoi. Tiến vào bảo điện Hắc Liên xem như an toàn đã được đảm bảo đôi chút. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một khi gặp phải nguy hiểm chí mạng, chỉ cần bóp nát ngọc giản là có thể rời đi. Dù gì thì mật cảnh Ma Liên cũng sắp đóng lại rồi. Cái gì, toàn bộ đệ tử của Kim Huyền Tông ta đều chết ư? 10 đệ tử cốt cán, đều chết hết. Ba người ngẩng đầu nhìn thì thấy một ông lão áo xám lộ vẻ tuyệt vọng sau khi nghe được tin tức các đệ tử của tông môn mình từ miệng người khác. Ba người Đường Thông thở hắt ra một hơi. Mật cảnh Ma Liên vốn tàn khốc như thế, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, tuy rằng toàn quân bị diệt là chuyện cực kỳ thê thảm, nhưng trong mật cảnh Ma Liên thì chuyện đó rất bình thường. Chọn lọc tự nhiên mà thôi, mạnh được yếu thua, chết cũng chết rồi, có gào khóc thảm thiết thì được gì. Văn Ngạn Bác lạnh lùng chào phúng. Đến tầng thứ hai của bảo điện Hắc Liên, tứ đại tông môn lần lượt có người bị loại, chỉ riêng Hỗn Nguyên Môn của ông ta là không ai bị đào thải. Hiện tại, Hỗn Nguyên Môn có 3 đệ tử cốt cán, nếu 3 người họ gặp và liên thủ với nhau thì ít nhất có thể xông vào tầng thứ 5 của bảo điện. Trưởng lão Kim Huyền Tông vô cùng căm phẫn, nhưng thực lực của tông môn ông ta kém hơn Hỗn Nguyên Môn, lần này lại bị tổn thất nặng nề như vậy, e là ngày sau sẽ càng xuống dốc, vì thế ông ta không dám đáp trả. Văn Ngạn Bác cười lạnh, liếc thấy Lạc Phong, ánh mắt ông ta càng thêm âm u. Vừa rồi, ông ta đã nghe thấy lời của Đường Thông. Lâm Nhất vẫn còn trong bảo điện, nói cách khác, rất có thể 3 người Trương Viêm sẽ đụng phải hắn trong đó. Trước mắt, chỉ cần ngồi chờ tin tốt là được. Lão già này, Lạc Phong cảm giác được ánh mắt của đối phương, ông ta lộ vẻ bất mãn, quay sang hỏi Đường Thông, Đường Thông, Lâm Nhất biểu hiện như thế nào trong mật cảnh Ma Liên? Đường Thông ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng lại không biết nên mô tả như thế nào, nói ra chỉ sợ không ai tin. Mãi một lúc lâu sau, hắn ta mới nói, trưởng lão không cần sốt ruột, đợi sau khi tiểu sư đệ ra ngoài, để hắn tự nói với ngài thì hay hơn. Chắc chắn tiểu sư đệ sẽ còn đạt được kỳ ngộ bên trong bảo điện Hắc Liên, cho nên hiện tại ta không dám tùy tiện đưa ra kết luận. Nghe vậy, Lạc Phong thoáng sững sờ, tuy nhiên, ông ta cũng nghe ra ẩn ý trong lời của Đường Thông. E là Lâm Nhất đã đạt được kỳ ngộ không nhỏ bên trong mật cảnh. Ông ta lập tức mỉm cười, nói tốt, ta sẽ đợi tên tiểu tử kia ra rồi hỏi hắn, xem hắn đã phát triển đến mức nào rồi. Chậc chậc, vậy phải xem còn mạng đi ra không đã. Không ngờ, ông ta vừa dứt lời thì có một giọng nói quái gở vang lên. Hân Tuyệt nhíu mày, lạnh lùng nói, Văn Ngạn Bác, ông nên chừa chút khẩu đức cho mình đi. Chẳng lẽ bài học lần trước chưa đủ khiến ông thấm thía à? Đã trúng một trưởng của Lạc trưởng lão, giờ muốn ăn thêm một trưởng nữa hả? Ngươi cũng có tư cách nói chuyện với ta. Chương 1122, đâm chúng ta xem như ngươi thắng. Nhắc đến vụ tập kích ngày hôm đó, Văn Ngạn Bác đột nhiên có cảm giác ngực đau âm ỉ. Lần đó, chẳng những bọn họ không giết được Lâm Nhất, mà trái lại còn bị tổn thất một trưởng lão cảnh giới tử phủ. Bản thân ông ta cũng bị đánh một trường, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Vậy mà tên vãn bối trước mắt lại dám nhắc đến chuyện này trước mặt mọi người, hơn nữa trong lời nói cũng không hề có một chút tôn trọng nào. Ta không có tư cách nói chuyện với ông à, vậy chắc kiếm của ta có thể chứ? Hân Tuyệt cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự kiên quyết, đồng thời, y cũng tiến lên một bước, thể hiện rõ thái độ quyết tuyệt. Không hề e ngại khi phải đối mặt với Văn Ngạn Bác, vị trưởng lão có thâm niên của Hỗn Nguyên Môn. Văn Ngạn Bác giật mình thẳng thốt, hiển nhiên, ông ta không ngờ Hân Tuyệt lại sấn tới. Văn Ngạn Bác, ngươi cảm thấy kiếm các của ta dễ bắt nạt giống như Kim Huyền Tông à? Không đánh vào mặt ngươi thì cũng thôi đi, ngươi còn dám mặt dày đi gây chuyện. Có muốn ta kể ra những chuyện xấu xa của tông môn các ngươi không? Lạc Phong sầm mặt, bước lên trước. Duỗi tay vỗ vỗ vai Hân Tuyệt, ý bảo y lui xuống. Nhìn thấy tia khác thường trong mắt các trưởng lão xung quanh, khí thế trên người Văn Ngạn Bác thoáng trùng xuống, ông ta tự biết hiện tại không phải thời cơ để gây hấn với kiếm các. Ta chẳng muốn nói nhảm với ngươi, ngươi cứ đợi đó mà xem Lâm Nhất của các ngươi có mạng đi ra không.
Còn chưa nói hết câu, ông ta đã vội vã dẫn theo các trưởng lão của Hỗn Nguyên môn rời đi. Thú vị, hai tông môn này kết thù oán thật sâu nặng. E là sớm muộn gì đôi bên cũng sẽ đánh một trận sinh tử trong hoang nguyên tịch diệt này. Tuy nhiên, nhìn thái độ của Văn Ngạn Bác thì, hẳn là trước đó đã chịu thiệt không nhỏ. Hề hề, hai tông này đánh càng hăng càng tốt. Khu vực quanh đó, trưởng lão của tất cả các tông môn đều đang lo lắng chờ đợi tin tức của đệ tử nhà mình. Đồng thời, bọn họ cũng hy vọng những nhân tài kiệt xuất trong đội ngũ có thể ở lại mật cảnh Ma Liên đến thời khắc cuối cùng, cố hết sức leo lên tầng cao nhất của bảo điện, làm rạng danh tông môn. Bỗng nhiên nhìn thấy Hỗn Nguyên môn và Lăng Tiêu kiếm các tranh chấp, mọi người đều nở nụ cười ngầm hiểu. Thù hận của hai tông môn lớn vô cùng sâu sắc, giờ lại đụng mặt nhau tại đây, không xung đột mới là lạ đấy. Trong bảo điện, Lâm Nhất liên tiếp thông qua 4 vòng khảo nghiệm, tuy là lần nào cũng kinh hoàng nhưng không có quá nhiều nguy hiểm. Rốt cuộc, đến tầng thứ 5 thì hắn cũng gặp phải phiền toái. Đâm chúng ta xem như người thắng. Bóng người ngồi khoanh chân trên hoa sen xanh không chỉ mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn bước ra khỏi hoa sen. Lâm Nhất nhíu mày, gần như ngay khi đối phương nhúc nhích, hắn đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Tuy nhiên, 3 kiếm mà hắn đâm ra đều thất bại. Hồng hộc. Trái lại, hắn còn bị đối phương chém một nhát lên cánh tay, may mà hắn lẩn nhanh, nếu không e là một kiếm này đã chém thẳng vào mặt. Chương 1123, đâm chúng ta xem như người thắng. Lâm Nhất quay đầu nhìn người nọ, đối phương mặc một bộ đồ trắng, trên người không còn bị bao phủ bởi một tầng sáng trắng như trước. Tuy nhiên, lại không cách nào nhìn rõ được dung mạo, vẫn chỉ là một khoảng trắng mơ hồ. Thật nhanh. Nhớ tới một kiếm vừa rồi, Lâm Nhất vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đâm chúng ta, xem như người thắng. Âm thanh mông lung lại lần nữa vang lên, người mặc áo trắng cầm kiếm lao đến trước mặt Lâm Nhất. Keng keng keng. Hắn ta đang ở giữa không trung, kiếm quang như tia chớp, trong bóng kiếm mênh mông, Lâm Nhất bị buộc phải liên tục lui về sau. Rõ ràng là hắn ta đang ở ngay trước mặt Lâm Nhất, kiếm quang vô cùng ác liệt, sắc bén, kiếm thế hung ác, nhưng lại có vẻ xa xăm mờ mịt, khiến Lâm Nhất không cách nào với tới được. Cứ như thân thể của người trước mắt không tồn tại, chỉ có kiếm quang sắc bén, hung ác khiến người ta khó lòng phòng bị. Phập, xoẹt. Sau 10 chiêu, Lâm Nhất bị bổ trúng ngực, lực quán tính khiến hắn bị đánh bay ra ngoài, trong lúc đó, máu tươi bắn tung tóe. Đâm chúng ta xem như người thắng. Lâm Nhất quỳ một chân xuống đất, sắc mặt thoáng trở nên trắng bệch. Người mặc áo trắng cầm kiếm chỉ về phía hắn, máy móc lặp lại câu nói vừa nãy. Âm thanh máy móc lại lần nữa vang lên, Lâm Nhất từ từ đứng dậy, liếc nhìn vết thương trước ngực mình. Bởi vì tu luyện Long Thượng Chiến Thể Quyết nên một kiếm này không khiến hắn bị thương quá nặng. Tuy nhiên, nếu nói do khả năng phòng ngự của cơ thể hắn quá mức mạnh mẽ, thì chẳng bằng nói người áo trắng trước mặt đã nương tay có lẽ sẽ chính xác hơn. Lâm Nhất ngước nhìn đối phương, bình tĩnh nói, thực lực của ngươi rất mạnh, có thể giết chết ta bất kỳ lúc nào. Muốn ta giết chết ngươi là chuyện bất khả thi, nhưng suy cho cùng, đây cũng chỉ là khảo nghiệm, mục đích của ngươi không phải là giết ta, cho nên chỉ cần đâm trúng ngươi, xem như ta thắng. Sau vài lần giao thủ, Lâm Nhất có lòng tin có thể đâm trúng đối phương. Có hai cách để làm được điều đó. Một là chính diện phá giải thân pháp của đối phương. Hai là nhân cơ hội đối phương xuất kiếm chém về phía mình, chấp nhận tổn thương, ra tay phản kích. Cái trước là bản thân chủ động đi tìm sơ hở, cái sau là người áo trắng cố tình để lộ sơ hở. Dừng một chút, Lâm Nhất nhìn thẳng vào người nọ, tiếp tục nói, ngươi có thể khiến ta bị thương, cũng có thể không khiến ta bị thương, cả hai đều không hề ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng ngươi lựa chọn khiến ta bị thương, hiển nhiên là cố ý để lộ sơ hở, cho ta có cơ hội đâm trúng ngươi, có đúng không? Người mặc áo trắng thoáng khựng lại vài giây, rồi sau đó vẫn lặp lại câu nói máy móc kia, đâm chúng ta xem như ngươi thắng. Ta không thích dựa vào sơ hở mà người khác cố ý để lộ, cho nên tiếp theo đây, ta sẽ không để ngươi có cơ hội khiến ta bị thương. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh, không đợi đối phương đáp lời. Lâm Nhất cầm kiếm táng hoa chủ động xuất kích. Thất huyền bộ, người đi để lại bóng ảnh. Thịch thịch thịch. Chương 1124, người thua. Chỉ trong tích tắc, Lâm Nhất đã bước ra 9 bước,
9 cái bóng cùng vung kiếm lên hệt như một đóa hoa bao lấy đối phương ở trung tâm. Tại nơi đó, 9 luồng kiếm quang của hắn khó phân thật giả. Tuy nhiên, bất kể là thật hay giả, tất cả đều đâm vào khoảng không. Núi có thế, gió vô hình, mây vô thường, nước vô ảnh. Thân pháp của đối phương vô cùng thâm sâu, chính là mây vô thường, như đám mây trên trời cao, có hình dáng đó, nhưng lại liên tục thay đổi. Đâm chúng đối phương cũng như đâm vào một đám mây, rõ ràng là chúng nhưng lại trống rỗng. Thật thú vị. Mắt Lâm Nhất lóe sáng, đây là lần đầu hắn nhìn thấy thân pháp kỳ diệu như thế, có thể thi triển toàn bộ hàm nghĩ của mây lên đến đỉnh cao, quả thật khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Tuy nhiên, ta đã nói sẽ không để ngươi đâm chúng ta thêm lần nào nữa. Lâm Nhất giang hai tay ra, thoáng chốc. 9 cái bóng xếp chồng lên nhau, một luồng ánh sáng vàng bùng lên, hắn lập tức lui về sau ngay giữa không trung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thân pháp cực kỳ linh hoạt khiến một kiếm của người mặc áo trắng chém vào hư không. Thịch thịch thịch. Thoáng chốc, hai bóng người lại lần nữa giao thủ. Thủy Nguyệt kiếm pháp mở ảo vô định, khi thì như gió xuân, lúc lại như sấm sét được thi triển một cách hoàn mỹ trong tay Lâm Nhất. Giữa không trung không ngừng vang lên những tiếng kinh hô, chân nguyên cuộn trào, kiếm ý điên cuồng va chạm. Băng. Sắc mặt Lâm Nhất bỗng trở nên rét lạnh, đánh ra sát chiêu của Thủy Nguyệt kiếm pháp xương hàn vạn lý. Dù ngươi có là một đám mây thì cũng phải ngoan ngoãn bị đóng băng. Chí âm tạo hàn, kiêu ngạo tột đỉnh, xương hàn vạn lý. Trong lối đi chật hẹp phủ kín một tầng băng xương dày nặng. Kiếm thế vô hình ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám hướng, đồng loạt hướng về phía người mặc áo trắng. Bên dưới xương hàn, người nọ bị kiếm thế mênh mông đông cứng thành một khối băng. Lấy lực phá xảo, cũng xem như một cách chính diện để phá giải thân pháp của đối phương. Một luồng ánh sáng vàng lóe lên, lúc này, Lâm Nhất đã xuất hiện phía trước khối băng kia, hắn duỗi tay đâm ra một kiếm. Người thua. Mũi kiếm chạm vào khối băng tạo thành một tiếng, rắc, khối băng lập tức nổ tung, nhưng bên trong lại không có ai cả. Lâm Nhất biến sắc, vội quay đầu nhìn lại, một tia sáng lạnh chiếu vào mi tâm hắn, khiến hắn không dám vọng động. Xoẹt! Tia sáng lạnh đâm rách ra thịt Lâm Nhất, máu tươi rỉ ra. Đó chính là kiếm trong tay người áo trắng, chỉ cần mũi kiếm tiến sâu thêm một chút nữa thôi, Lâm Nhất hẳn phải chết. Đâm chúng ta xem như người thắng. Âm thanh máy móc nặng nề lại vang lên, nhưng sau đó, người mặc áo trắng đột nhiên nói, tuy nhiên, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, với thực lực của ngươi, muốn tìm thấy sơ hở mà ta cố tình để lộ không phải chuyện khó. Vèo, chương 1125, lại thêm một kẻ chán sống à. Bóng người trước mặt hắn biến mất, lại lần nữa ngồi xếp bằng trên hoa sen xanh. Trong ánh sáng mờ ảo, người áo trắng tiếp tục nói, ngươi rất tự tin. Thế nhưng thế giới này rất lớn, ta không sử dụng thực lực vượt quá cảnh giới của ngươi, ta chỉ hiểu về mây hơn ngươi mà thôi. Tuy nhiên, ta sẽ không nói bí mật trong đó cho ngươi biết, muốn biết vì sao một kiếm kia không đâm chúng ta, thì hãy đến tầng 10 tìm ta. Vừa dứt lời, hoa sen xanh cùng người áo trắng đồng loạt tan biến. Lâm Nhất như chút được gánh nặng, đưa tay sờ lên vết thương trên mi tâm, nở một nụ cười cay đắng. Trong mật cảnh Ma Liên, hắn một mạch tiến về phía trước, vẫn luôn xuôi trèo mát mái. Dù là đối mặt với Mộ Tu Hàn, cũng vẫn có thể lợi dụng sơ hở để đánh bại đối phương. Trong vô hình, lòng tin của hắn ngày càng lớn mạnh. Thất bại trong trận chiến lần này tựa như một ngọn núi đổ ầm xuống, thế nhưng, cũng như một lời cảnh tỉnh, khiến hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hắn tin tưởng lời của đối phương, bởi vì người nọ không cần thiết phải nói dối. Tầng thứ 10 ư, ta sẽ lên đó, Lâm Nhất lẩm bẩm tự nhủ. Quên nói với ngươi, đã có người lên tầng 6 rồi đó. Nếu trong vòng một ngày, ngươi vẫn không cách nào tiến lên tầng 6 thì dựa theo quy tắc của Bảo Điện Hắc Liên, ngươi sẽ bị truyền tống ra ngoài. Đừng lãng phí thời gian nữa. Vừa đứng dậy, trong đầu Lâm Nhất chợt vang lên một giọng nói. Hiển nhiên là sợ Lâm Nhất mất quá nhiều thời gian tầm bảo ở tầng 5. Đã có người lên đến tầng 6 rồi sao? Lâm Nhất cũng không quá kinh ngạc, dù sao thì khảo nghiệm ở tầng 5 chủ yếu là tìm kiếm sơ hở mà người áo trắng cố tình để lộ.
Đối với đệ tử cốt cán của tứ đại tông môn thì việc này không tính là khó. Lại phải chăm chỉ hơn rồi. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục trong chốc lát, Lâm Nhất triển khai thân pháp. Hắn không hề có ý định che giấu khí tức, cứ thế toàn lực tiến lên. Dọc đường đi có rất nhiều mật thất, thậm chí có người vì tranh giành dị bảo trong đó mà ra tay tàn nhẫn, tuy nhiên, hắn đều ngó lơ. Sau nửa canh giờ, Lâm Nhất đã chạy đến đại điện đa bảo rực rỡ ánh đèn. Hào quang trên đài sen đa bảo lập lòe, bảo vật bên trong còn chưa xuất hiện. Hai tên đệ tử tông môn đứng ở hai phía trái phải nhìn chằm chằm vào đài sen, trong mắt lóe lên tia tham lam. Đến tầng thứ 5, bảo vật xuất hiện trong đài sen đã có giá trị cao đến mức dọa người. Dưới ánh đèn, vết máu lưu lại trong đại điện vô cùng chướng mắt. Hiển nhiên, không lâu trước đó, ở đây đã xảy ra một trận ác chiến. Lâm Nhất cũng không thu lại khí tức, cho nên hắn vừa xuất hiện, hai người canh giữ bên cạnh đài sen lập tức cảm nhận được. Lại thêm một kẻ chán sống à. Hai người nở nụ cười dữ tợn, lần lượt xoay người lại. Khi nhìn thấy Lâm Nhất trong mắt họ lóe lên tia kinh ngạc. Thật là đúng dịp, ta còn đang nghĩ thật đáng tiếc khi không đụng mặt các người trong bảo điện Hắc Liên. Lâm Nhất nhìn về phía hai người họ khẽ nói. Chương 1126 có thật đây là sự trùng hợp. Thế nhưng Lâm Nhất lại chẳng chút để tâm đến bọn họ, cứ thế đưa lưng về phía hai người Triệu Tuyền. Chậm rãi đi đến cạnh đài sen đa bảo. Ánh hào quang rực rỡ chiếu trên đài sen, dị bảo đã sinh ra đời. Đó là một cuộn tranh, Lâm Nhất duỗi tay ra, cuộn tranh kia lập tức bay vào tay hắn. Phụt! Triệu Tuyền và Tiêu Minh đang vọt đến bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt bọn họ hết xanh rồi lại trắng, thoạt nhìn vô cùng hoảng sợ. Bọn họ có cảm giác trong cơ thể có vô số luồng kiếm kình rất nhỏ nhưng lại vô cùng sắc bén. Hệt như trăm sông đổ về một biển, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể ngăn cản được. Soạt. Khoảnh khắc khi Lâm Nhất mở cuộn tranh trong tay ra, từ trong cơ thể hai người phía sau bắn ra vô số kiếm quang sáng chói mắt, rồi sau đó cả người bọn họ nổ tung trong sự khiếp sợ vô tận. Sương máu trên không trung từ từ khuếch tán khắp đại điện, tựa như một đóa hoa nở rộ, rồi lụi tàn và cuối cùng tan biến. Trong lối đi ngầm thông đến đại điện, một tên đệ tử của Hỗn Nguyên Môn đã chứng kiến tất cả, hắn ta hoảng sợ bụng chặt miệng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không dám để lộ khí tức của mình. Nhưng tên đệ tử kia lại không biết rằng Lâm Nhất đã sớm phát hiện ra hắn ta. Có điều, hắn đang bận thưởng thức cuộn tranh trong tay, nên mới mặc kệ. Đây là một bức tranh ngộ đạo, bức tranh được phác thảo bằng linh văn, long tượng thượng cổ trong tranh rất sống động và chân thực. Có một lực hấp dẫn cực lớn, khiến hắn bị mê hoặc trong đó. Tuy rằng Lâm Nhất tu luyện long tượng chiến thể quyết, nhưng lại chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của long tượng. Nghe nói trong Hỗn Nguyên Môn cũng có một cuộn tranh tương tự, chỉ có đệ tử cốt cán mới đủ tư cách xem. Thế nhưng, Lâm Nhất có cảm giác bức tranh long tượng trước mặt e rằng còn cao cấp hơn một bậc so với bức tranh mà Hỗn Nguyên Môn đang nắm giữ. Long tượng trong tranh được vẽ rất thật. Miêu tả một cách chi tiết thần vận của man thú thời thượng cổ, vừa ngông cuồng lại vừa thô bạo. Trong hơi thở bá đạo đó còn đan xen cảm giác thê lương và nỗi cô đơn khó tả, chắc chắn chỉ có người từng nhìn thấy long tượng thật sự mới có thể vẽ ra được. Sau khi cất kỹ cuộn tranh, trên mặt Lâm Nhất lộ vẻ vui sướng. Trong bảo điện Hắc Liên không có nhiều tranh ngộ đạo, nhưng cũng không ít, thế mà thật khéo, hắn lại lấy được một bức tranh long tượng. Có thật đây là sự trùng hợp. Hắn không tin thế gian này có nhiều điều trùng hợp như thế. Bản thân hắn tu luyện long tượng chiến thể quyết, lại trùng hợp nhận được một bức tranh long tượng. Trước đó, hắn chỉ mong có thể giành được một bức tranh man thú thượng cổ, dùng nó để diễn hóa thần vận của long tượng thượng cổ, không ngờ lại may mắn như vậy, trực tiếp lấy được tranh long tượng. Nếu đoán không lầm thì chắc hẳn là người áo trắng cố ý chuẩn bị cho hắn. Xem ra ta nhất định phải leo lên tầng thứ 10 của bảo điện Hắc Liên. Lâm Nhất mỉm cười bước vào đài sen đa bảo, thoáng chốc biến mất. Bảo điện Hắc Liên, tầng 5. Hân Nhiên và Trần Huyền Quân của Lăng Tiêu Kiếm Các đang hợp lực để chống lại một người, tranh đoạt bảo vật sinh ra trong đài sen. Chương 1127, đáng tiếc không thể làm hắn bị thương. Hai người họ tiến thẳng một mạch lên tầng 5, trong quá trình đó, cả hai đều có thu hoạch không nhỏ. Hân Nhiên đã thăng cấp lên huyền võ tầng 9 thành công.
còn Trần Huyền Quân thì bình chứng tại cảnh giới huyền võ tầng 10 của hắn ta rõ ràng đã buông lỏng, mặc dù vẫn không thể đột phá thành công trong mật cảnh, nhưng sau khi quay về tông môn, chắc chắn hắn ta sẽ đột phá trong vòng nửa tháng. Thực lực của hai người đã tiến bộ không ít, nhất là Hân Nghiên, huyết viêm kiếm pháp của cô đã thăng cấp lên cảnh giới viên mãn đỉnh phong. Máu tươi như lửa, lửa nóng hóa băng. Kiếm quang xẹt qua, huyết quang khuếch tán bốn phía, mang theo sát khí thô bạo và lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Kiếm quang tiêu tán, dường như hóa thành vô số đóa hoa máu lạnh như băng bay tán loạn giữa không trung. Tuy là vậy, nhưng hai người hợp lực vẫn không cách nào đánh thắng nổi. Thậm chí còn bị đối phương áp chế, người nọ vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh, thong dong, không để lộ một chút sơ hở, khiến Hân Nghiên và Trần Huyền Quân khó có thể chống đỡ được. Hai vị còn muốn tiếp tục à? Thủy Vô Ngân của Ma Nguyệt Sơn Trang dùng một chưởng đẩy lui hai người, phe phẩy quạt trong tay, mỉm cười nhìn Hân Nghiên và Trần Huyền Quân. Trong mắt Hân Nghiên vẫn lộ vẻ không cam lòng, nhưng đã bị Trần Huyền Quân ngăn lại, Vô Ngân huynh còn chưa thi triển Yên Vân kiếm pháp, hiển nhiên là muốn giữ lại. Đa tạ. Thủy Vô Ngân cũng không giấu giếm, thấy hai người dừng tay, hắn giơ tay lên, khẽ vẫy một cái. Ngay lập tức, bảo vật sinh ra trên đài sen đa bảo rơi vào tay hắn, lúc này, Thủy Vô Ngân mới mỉm cười hài lòng. Hân Nghiên và Trần Huyền Quân khẽ lắc đầu, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Thế nhưng tài nghệ không bằng người thì chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương lấy đi bảo vật mà thôi. Trong trận Long Môn tranh tài cuối năm nay, có lẽ Vô Ngân huynh sẽ giành được một ghế trong bát công tử. Trần Huyền Quân nhìn đối phương, trong lời nói chứa đầy ẩn ý. Gần như không có khả năng, thực lực của bọn họ đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Nói ngắn gọn một câu, nếu không có đủ thực lực để đánh chết Tử Phủ sơ kỳ thì đừng nghĩ đến chuyện tranh đoạt ghế công tử. Tuy nhiên, 3 năm sau thì khó nói được, chưa hẳn ta không có cơ hội. Thủy Vô Ngân mỉm cười, bước vào đài sen đa bảo, sau đó biến mất trước mắt hai người. Hân Nghiên từ từ tra trường kiếm trong tay vào vỏ, thở dài nói, đáng tiếc không thể làm hắn bị thương. Muội muốn giảm áp lực cho tiểu sư đệ đúng không? Nghe vậy, Trần Huyền Quân mỉm cười, khẽ hỏi. Thật ra, ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ đã biết mình không phải đối thủ của Thủy Vô Ngân, nếu so với bảng thiên của Lăng Tiêu Kiếm Các thì thực lực đối phương cũng nằm trong 3 vị trí đầu. Nhưng bọn họ vẫn không dừng tay là vì mục đích này. Càng lên cao, cơ hội chạm mặt càng lớn, tất nhiên, Thủy Vô Ngân sẽ là một trong những đối thủ của tiểu sư đệ. Chương 1128 thời gian trôi nhanh thật. Nếu có thể khiến hắn ta bị thương, thậm chí là trọng thương thì xem như phần nào giúp đỡ Lâm Nhất. Hân Nghiên không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Trần Huyền Quân và nói, sư huynh, huynh cảm thấy tiểu sư đệ có thể xông lên tầng mấy. Trần Huyền Quân ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới nói, ít nhất là tầng 7, nếu may mắn thì có thể lên tầng 8 không biết chừng, còn tầng 9 thì khó mà nói được. Xem như đây là một lời đánh giá công tâm. Thông thường thì có thể lên đến tầng 6 đã xem như thành tích rất cao rồi, đủ để kiêu ngạo. Hiếm có ai lên được tầng 7, tầng 8, phải nói đó là tồn tại như lông phượng sừng lân vậy, lẽ tất nhiên, người làm được như vậy sẽ trở thành người giành thắng lợi lớn nhất trong mật cảnh lần này. Còn về tầng thứ 9 thì, ngàn năm qua không có ai xông lên được. Tầng cuối cùng tầng 10 thì gần như là truyền thuyết, đã lâu lắm rồi, không ai biết có người đã từng đặt chân lên đó chưa. Nghe ý kiến của Trần Huyền Quân, Hân Nghiên thầm cảm khái. Bất giác, tiểu sư đệ cần mình trông nom ngày nào giờ đã tiến bộ đến cảnh giới như thế. Thời gian trôi nhanh thật. Lần đầu gặp tên nhóc kia trong cơn bão tuyết tại Mạc Bắc, đến nay đã 1 năm rồi. Tuy chẳng bao lâu, nhưng gần như đã bị quên lãng. Hân Nghiên thu hồi suy nghĩ, cười nói, Trần Sư Huynh, huynh còn muốn lên tầng 6 không? Không đi. Trần Huyền Quân lắc đầu, thấp giọng nói tầng 6 hầu hết đều là cao thủ cùng cấp bậc với Thủy Vô Ngân, đụng độ Thủy Vô Ngân xem như may mắn, nếu là tà tu thì rắc rối to, chưa chắc những người này sẽ cho muội cơ hội bóp ngọc giản. Trong hầu hết các trường hợp, bóp nát ngọc giản cùng lắm chỉ tốn thời gian một lần hô hấp, bất kỳ lúc nào cũng có đường lui. Thế nhưng nếu gặp phải cao thủ chân chính thì thời gian một lần hô hấp đủ để giết ngươi chục lần rồi. Hiển nhiên,
cao thủ lên đến tầng thứ 6 đều có thực lực bực này. Đi thôi, chắc hẳn Lạc Phong trưởng lão và Hân Tuyệt sư huynh đều rất lo lắng cho chúng ta. Trần Huyền Quân mỉm cười, khẽ nói. Lần này tiến vào mật cảnh Ma Liên, thu hoạch của hắn không tệ. Trong vòng nửa tháng muốn đột phá huyền võ tầng 10 không phải vấn đề quá lớn, chỉ cần có thể thăng cấp, thì tiến vào cảnh giới tử phủ trước năm 25 tuổi không còn là chuyện không tưởng. Đi thôi. Không lên tầng thứ 6 thì cũng chẳng thể nán lại tầng 5 được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị ép buộc truyền tống ra ngoài. Hai người chủ động bóp nát ngọc giản, rời khỏi mật cảnh Ma Liên. Trong hoang nguyên tịch diệt, biển người tựa như thủy triều bắt đầu dịch chuyển, có rất nhiều đệ tử tông môn bị truyền tống khỏi mật cảnh Ma Liên. Tầng 5 của Bảo Điện Hắc Liên chính là một đường ranh giới. Nó có thể đào thải hơn 90%, đối với hầu hết các tông môn thì hành trình lịch luyện trong mật cảnh Ma Liên đã sớm hoàn tất. Hễ là người còn sống đi ra thì đều có tiến bộ, tu vi có thể tăng lên một bậc, nếu may mắn hơn nữa thì có thể mang ra một ít bảo vật, nói không chừng còn có bí kíp võ học thượng cổ nguyên vẹn, phải nói là thu hoạch tràn đầy. Nhưng càng có nhiều người hơn vĩnh viễn nằm lại một cảnh trong thinh lặng. Chương 1129, Bạch Nhạc của Ma Diễm Tông cũng chưa xuất hiện. Giống với Kim Huyền Tông, tất cả đệ tử toàn tông đều bị tiêu diệt, trường hợp như vậy cũng không ít, có người thấy vui cũng có người thấy buồn. Mật cảnh Ma Liên chính là một nơi bảo địa có cả cơ duyên và rủi ro. Hân Nghiên, ca, huynh muội gặp nhau, trên mặt hai người đều lộ ra nụ cười, đệ tử kiếm các ngoại trừ Lâm Nhất ra thì tất cả đều có mặt. Không thể không nói, đệ tử của Lăng Tiêu kiếm các lần này thực sự vô cùng may mắn. Không có một ai phải chết, hơn nữa còn đều có được thành quả thu hoạch không tệ. Lâm Nhất đâu? Lạc Phong tiện thể hỏi. Hẳn là đã đến tầng thứ 6 rồi, Lạc trưởng lão không cần quá lo lắng. Trần Huyền Quân khẽ cười nói, kể lại đại khái sự trưởng thành của Lâm Nhất trong mật cảnh. Thằng nhóc này, lại kiếm thêm mặt mũi cho Lăng Tiêu kiếm các rồi. Thực ra không cần hắn ta nói, Lạc Phong trưởng lão cũng tự đoán được một chút. Trước mắt, đệ tử tông môn còn có thể ở lại trong Hắc Liên Bảo Điện thì đều là những anh tài hiếm có, vô cùng nổi bật. Thủy Vô Ngân của Ma Nguyệt Sơn Trang cũng chưa ra, e là đã đánh đến tầng thứ 6 rồi. Phong Giã của Bách Thú Tông hình như cũng chưa hiện thân. Bạch Nhạc của Ma Diễm Tông cũng chưa xuất hiện. Mộ Tu Hàn của Huyết Cốt Môn, Kinh Tuyệt của Thất Tuyệt Bảo, Đường Nguyên của Huyền Thiên Tông, còn có Lâm Nhất của Lăng Tiêu Kiếm Các, những người này đều chưa bị loại. Lợi hại thật, mấy người này e chừng sẽ là những người thắng cuộc trong mật cảnh Ma Liên lần này rồi, chỉ là không biết ai sẽ là người mỉm cười đến cuối cùng. He he, vậy còn phải nói à, đương nhiên là Mộ Tu Hàn của Huyết Cốt Môn ta rồi, ai có thể thắng được kiếm trong tay hắn ta chứ? Ta thấy Kinh Tuyệt của Thất Tuyệt Bảo cũng không kém Mộ Tu Hàn. Các đại tông môn có mặt tại đó đều đang bàn luận rôm rả, bọn họ đều đang thảo luận về đệ tử thiên tài của các tông môn vẫn chưa hiện thân lần này, thời gian ở lại càng dài thì người đó sẽ thông qua được nhiều khảo nghiệm nhất. Văn Ngạn Bác của Hỗn Nguyên Môn xa sầm mặt, quét mắt nhìn một vòng. Không nhìn thấy đám người Trương Viêm, trong lòng mừng thầm, trên mặt lại không hề biểu hiện gì. Không cần phải đoán, ba người này chắc chắn là đều đã đi tầng thứ 6 rồi. Ba người liên thủ sẽ có được ưu thế nhất định nào đó. Rất có khả năng, sau lần mật cảnh Ma Liên này kết thúc, thành quả thu hoạch của Hỗn Nguyên Môn sẽ khiến tất cả các tông môn khác phải ngạc nhiên. Đến lúc đó không chỉ vả thật mạnh vào mặt Lạc Phong, mà hơn cả là khiến những tông môn khác phải thay đổi cách nhìn về Hỗn Nguyên Môn. Chương 1130, Văn Trưởng Lão, ông thấy sao? Đúng vào lúc này, bên trong trận pháp xuất hiện một đệ tử Hỗn Nguyên Môn tay cầm hai viên ngọc giản, sắc mặt căng thẳng. Nhìn về hướng nơi mà Văn Ngạn Bác đang đứng, thần sắc vội vàng chạy qua. Không đợi Văn Ngạn Bác mở miệng nói gì đã lặng lẽ đi tới thì thầm vào tai ông ta mấy câu. Cái gì, cái này, không thể nào. Trong lòng Văn Ngạn Bác đang mơ giấc mơ đẹp, sắc mặt đột ngột thay đổi, lập tức trở nên đen xì. Hai mắt phẫn nộ trợn trừng. Trong đó chứa đầy vẻ không thể tin, cả người ngây ra như phỗng. Là sự thật hoàn toàn chắc chắn, ta trốn trong chỗ tối tận mắt chứng kiến, đây là ngọc giản của hai vị sư huynh. Thần sắc người này đầy vẻ khẩn trương, nhưng vẫn tiến lên đưa ngọc giản cho đối phương.
Văn Ngạn Bác tiếp nhận ngọc giản nhìn một cái, trong đầu như có tiếng nổ vang, chỉ thấy trời đất quay cuồng, khí huyết toàn thân sộc thẳng lên đầu, suýt chút nữa là ngất đi. Sau khi tỉnh táo lại, trầm giọng nói, lời này, người tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Ông ta nhận lấy ngọc giản, lòng đầy tâm sự đi về doanh địa ở phía sau, rồi thuật lại chuyện Triệu Tuyền và Tiêu Minh bị Lâm Nhất giết cho những trưởng lão còn lại. Trong doanh địa, nhóm trưởng lão đột nhiên ngây hết ra. Triệu Tuyền và Tiêu Minh đều là những đệ tử nòng cốt của Hỗn Nguyên Môn, hao phí bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng ra được. Mặc dù thứ hạng trong nhóm đệ tử nòng cốt xếp ở phía sau nhưng cũng là nòng cốt chân chính. Mà quan trọng nhất là, bọn họ vốn dĩ được phái đi để giết chết Lâm Nhất. Nhưng kết quả lại chết trong tay của hắn, quả thực là hơi khó có thể chấp nhận được sự thật này. Một đám người lập tức nổi khùng lên, muốn chạy đến chỗ Lăng Tiêu Kiếm Các để tính sổ. Văn trưởng lão, ông thấy sao? Văn Ngạn Bác sắc mặt âm u, lạnh lùng nói, tạm thời đừng manh động, còn có Trương Viêm, thực lực của Trương Viêm so với hai người kia cao hơn nhiều. Hắn ta còn bên trong Hắc Liên Bảo Điện vẫn chưa hiện thân, có lẽ sẽ có chút thu hoạch, nếu như lên được tầng thứ 8 thì cũng đủ để vớt phát lại tổn thất. Đúng, chúng ta vẫn còn có Trương Viêm. Viêm Vân Quyền của Trương Viêm đã đạt đến đỉnh phong viên mãn từ lâu, nếu có thể thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 10 thì giết chết thằng nhóc kia chẳng qua là việc trong tầm tay. Với thực lực của hắn ta thì vẫn có chút cơ hội để leo lên tầng thứ 8, nếu như có thể nhân cơ hội giết chết Lâm Nhất thì hoàn hảo rồi. Một đám người sau khi kinh hồn bạt vía thì bắt đầu nhao nhao an ủi lẫn nhau. Nhưng lại không biết được, Trương Viêm chết càng thảm hơn, hắn ta đã chết dưới kiếm của Lâm Nhất trước cả Triệu Tuyền và Tiêu Minh. Trong Hắc Liên Bảo Điện, Lâm Nhất thông qua khảo hạch của tầng thứ 6 nhưng lại không hề vội vàng đi vào Đại Điện Đa Bảo. Tìm một căn mật thất yên tĩnh vắng lặng, lấy ra một viên yêu đan, lại rút ra một bức họa. Yêu đan chính là yêu đan tử phủ của Tử Điện Ma Long Viên. Bức tranh là bức tranh Ngộ Đạo Thượng Cổ Long Tượng. Chương 1131 Long Tượng Chiến Thể Quyết. Muốn leo lên tầng thứ 10. Ngoại trừ khảo hạch của Bạch Y Nhân, nguy hiểm hơn vẫn là cao thủ của các tông môn khác. Cái sau thậm chí càng nguy hiểm hơn, vì ít nhất khảo hạch của Bạch Y Nhân sẽ không đến mức phải chết. Những đệ tử tông môn còn lại thì không nói trước được. Dù gì những người đã đi được đến bước này làm gì có ai không phải là cao thủ trong cao thủ, có ai mà trên người không chứa nhiều bảo bối. Lâm Nhất muốn thử một lần, lấy yêu đan tử phủ và bức tranh Ngộ Đạo để thử đột phá tầng thứ 5 của Long Tượng Chiến Thể Quyết. Có yêu đan tử phủ của huyết mạch Ma Long và bức tranh Long Tượng được lưu truyền từ thời thượng cổ, cơ hội khá là cao. Quỳnh. Trong mật thất yên tĩnh vắng vẻ. Yêu đan hắc liên của Tử Điện Ma Long Viên bung ra luồng điện quang hung hãn. Sát khi màu đỏ tươi bao trùm xung quanh hắc liên, gột rửa mùi máu tanh tàn nhẫn. Phảng phất, bên trong ma liên có thể trông thấy một luồng quang ảnh ma long cực kỳ yếu ớt thỉnh thoảng xuất hiện. Đó chính là một sợi huyết mạch ma long truyền lại từ thời thượng cổ có bên trong cơ thể của Tử Điện Ma Long Viên. Trước mắt viên yêu đan này có linh khí thiên địa cuồn cuộn, tràn đầy sát khí bá đạo dồi dào. Dày đặc đến mức khiến người ta cảm nhận được rõ ràng sự thô bạo cùng tàn nhẫn. Quả thực là một viên yêu đan hoàn hảo để tế luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết, kết hợp với các loại đặc tính của thượng cổ man thú, vô cùng phù hợp. Vì chuyện này mà mạo phạm Mộ Tu Hàn cũng coi như không thiệt thòi. Lâm Nhất khép lại hai mắt, sức mạnh Long Tượng tràn ra mù mịt xung quanh cơ thể, không ngừng luyện hóa viên yêu đan này. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Sức mạnh của đan dược giống như một dòng sông điện rót vào bên trong cơ thể, phát ra những tiếng nổ đinh tai. Nhục thân trong một thoáng phải chịu đựng áp lực lớn đến không gì sánh kịp, đổi thành người bình thường có lẽ đã bị chấn đến mất mạng. Nhưng đối với người tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết mà nói, nó lại chính là chí bảo. Lấy sức mạnh cuồng bạo này để gột rửa nhục thân, tôi luyện khí lực, công pháp ắt sẽ tăng tiến một bậc. Sấm sét như một dòng sông trong cơn bão tố. Cứ việc mạnh hơn chút nữa cũng được, sức mạnh của Long Tượng Chiến Thể Quyết chắc chắn sẽ được thay ra đổi thịt, hấp thu toàn bộ. Thời gian dần trôi qua, theo mức hấp thụ sức mạnh của yêu đan, toàn thân Lâm Nhất từ trên xuống dưới đều bị bao phủ trong sức mạnh Long Tượng đang tăng lên vùn vụt. Hắn khoanh chân mà ngồi, khí huyết toàn thân sục sôi, như thể dòng sông lớn chảy xiết, sao động không ngừng.
Trong làn sóng dập dềnh, một vạt áo sam xanh giống như chiếc cờ chiến bay phần phật trong gió. Tóc dài tung bay, gương mặt thanh thoát, ngũ quan tuấn tú, dần dần trở nên cường tráng. Góc cạnh rõ ràng, phong mang cực độ. Phá! Đợi đến đúng khi yêu đan hoàn toàn bị luyện hóa sạch, khí tức khắp người Lâm Nhất cũng trở nên cực kỳ cuồng bạo. Luồng khí màu tím vấn vít xung quanh cơ thể hắn, điện quang dày đặc cực kỳ đáng sợ nổ lách tách không ngừng. Chương 1132 Sức mạnh ngũ đỉnh. Hai mắt mở ra, một luồng hung quang bắn ra, giống như cái nhìn chăm chú của một con mãnh thú thượng cổ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chẳng qua long tượng chiến thể quyết này lại vẫn thiếu một chút nữa mới đạt được đến tầng thứ 5. Lâm Nhất cũng không vội vàng, trong lúc nhấc tay lên, bức tranh ngộ đạo long tượng thượng cổ được trải ra. Xoạt! Bức tranh trải trước mặt, từ trên xuống dưới, dần dần được mở ra, đợi khi bức tranh được mở hết hoàn toàn treo ngay trước mặt hắn. Ánh mắt Lâm Nhất mới tập trung nhìn vào trong bức tranh, vào lúc giây phút tâm thần hắn chìm vào trong đó. Mật thất, bức tranh, tất cả đều biến mất, hắn như đứng ở trong một khu đất trống, đặt mình vào trong một vùng đất trống mênh mông của thời kỳ thượng cổ hoàng kim thịnh thế, đối diện với man thú long tượng. Âm thanh hỗn tạp của rồng ngâm và tượng giống vang lên bên tai, âm thanh vang vọng trong khắp vùng đồng không mông quạnh. Long tượng của vùng đất hoang, giết sạch tứ phương, xông xáo khắp nơi. Không đếm xuể những con dị thú lực lưỡng trước mặt bị nó nghiền nát, một chân dẫm bẹp. Nó giống như một ngọn núi cao biết đi, phảng phất như khi nó chuyển động là trời đất run rẩy, núi sập đất nứt. Nhưng khi nó đi lại thì động tác lại vô cùng linh hoạt thoải mái, một bước đặt xuống không hề phát ra tiếng động. Rõ ràng khí tức của cơ thể nặng nề đến mức khiến người ta phải nín thở, run rẩy sợ hãi, nhưng khi bước chân chạm đất lại như cả thế giới đều yên tĩnh lại. Thời gian phảng phất như đã ngừng trôi. Sức mạnh như thế nào mà có thể khiến thời gian ngừng trôi, có thể khiến nơi hoang nguyên thượng cổ hoang dã ồn ào này lại trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ như thế. Trong lòng Lâm Nhất thoáng qua một ý niệm, như có điều suy nghĩ, rồi đột nhiên sáu chữ, nâng vật nặng như vật nhẹ. Đây mới chính là ý nghĩa ẩn sâu phía sau của long tượng chiến thể quyết, khi sức mạnh đạt đến mức cực đại, thì giây phút đặt chân xuống, không hề khiến trời sập đất nứt. Mà là đạp chân lên mọi thứ của đất trời, nhìn thì như nhẹ nhàng nhưng thực tế lại như bị dẫm ở dưới chân đến chẳng thể run rẩy. Lâm Nhất của hiện tại không biết cách biệt bao xa với cảnh giới này, có lẽ là khó có thể hình dung được. Nhưng học được chút bề ngoài thì có lẽ vẫn có khả năng, đối với hắn hiện tại mà nói đã đủ rồi. Khép lại hai mắt, Lâm Nhất từ từ cảm nhận thật kỹ sự huyền diệu trong đó, phác họa ra long tượng chiến đỉnh trong đầu mình. Cùng với ý nghĩa ẩn sâu trong đó, ngưng tụ sức mạnh long tượng trong cơ thể, bất giác đã đi trên một con đường hoàn toàn khác so với người của Hỗn Nguyên Môn. Bức tranh treo lơ lửng trong không trung lẳng lặng bốc cháy, đợi đến khi Lâm Nhất mở hai mắt ra một lần nữa thì nó đã hoàn toàn cháy rụi. Lâm Nhất khoanh chân ngồi, tung ra một quyền sấm sét đánh lên trên bức tường của căn mật thất. Quỳnh! Thanh âm đột ngột vang lên liên tiếp 5 tiếng, dư âm vang vọng. Giống như một bài chiến ca thượng cổ âm vang mãi trong không gian. Trên bức tường xuất hiện từng đường nứt nhỏ, mật thất khẽ chao đảo. Lâm Nhất từ từ hạ xuống, vào một khắc khi bước chân của Lâm Nhất chạm xuống đất, im hơi lặng tiếng, như thế một chiếc lông vũ rơi xuống. Sức mạnh ngũ đỉnh. Khi lực bùng nổ, thành công thăng cấp lên sức mạnh ngũ đỉnh, nhưng mà Lâm Nhất cảm thấy đây chưa phải là giới hạn của hắn. Hắn đăm chiêu như có điều suy nghĩ, sức mạnh long tượng sao động bên trong cơ thể, trên dưới khắp toàn thân bung ra luồng điện quang nổ lách tách, hắn lại vung ra một quyền nữa. Chương 1133 việc này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Bức tường phía trước mặt lập tức đổ sập, nổ tan tác. Bức tường bên trong Hắc Liên Bảo Điện dưới cú đấm của hắn lại trở nên yếu ớt như vậy. Có thể tưởng tượng, năng lượng bộc phát hiện tại của hắn đã khủng khiếp đến mức độ nào. Nếu như dốc hết sức đấm thì có thể đạt đến sức mạnh lục đỉnh, nhưng mà đây chỉ là mới thăng cấp lên tầng thứ 5, tiềm lực của long tượng chiến thể quyết vẫn còn có thể khai thác được nữa. Thở ra một hơi chọc khí, sắc mặt Lâm Nhất khôi phục vẻ bình tĩnh. Nhục thân và khí lực đối với hắn mà nói đều là tà đạo, chính đạo của hắn chính là thanh kiếm trong tay. Nhưng có nhiều hơn một con át chủ bài trong tay thì chắc chắn sẽ càng tốt hơn, chính và tà kết hợp, mới chính là vương đạo.
Thực lực hiện tại của ta nếu đối mặt với cảnh giới huyền võ tầng thứ 10 thì hẳn là cũng có khả năng chiến đấu rồi. Nếu như đối phương không biết được con át chủ bài của ta, thậm chí ta còn có thể có một chút cơ hội để giành chiến thắng, nhưng mà dù gì thì cơ hội cũng không lớn, vẫn phải đạt đến tầng thứ 10, phải thăng cấp cho Tử Diên kiếm quyết mới được. Huyền võ tầng thứ 10, càng đến hậu kỳ thì khoảng cách của mỗi một tầng đều càng lúc càng khó. Hắn bây giờ đánh với huyền võ tầng thứ 9 còn có thể dựa vào Tử Diên kiếm quyết, chân nguyên sẽ không kém cạnh so với đối phương. Nhưng nếu đối mặt với tầng thứ 10 thì áp lực sẽ cực kỳ lớn. Chẳng qua huyền võ tầng thứ 10 mà muốn chiến thắng ta cũng không có dễ dàng như vậy. Thấp giọng tự lầm bầm một hồi, Lâm Nhất không để mất thời gian nữa mà tiếp tục tiến về phía trước. Không bao lâu sau, hắn đến được đài sen đa bảo ở tầng thứ 6. Nó đã bị người khác cướp đi từ lâu rồi. Không hề bất ngờ, tầng thứ 6 đã có người đến đây trước rồi, hắn tu luyện long tượng chiến thể quyết nên mất rất nhiều thời gian, việc này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Không hề có chút lưỡng lự nào, hắn đi qua bảo liên đến tầng thứ 7. Khảo hạch của tầng thứ 7 chính là đối mặt với 10 luồng kiếm chiêu của Bạch Y Nhân, nếu có thể sống sót được dưới kiếm chiêu thì có thể thông qua khảo hạch. Nếu chết thì sẽ tính là thất bại. Nhưng mà vào giây phút trước khi tử vong, sẽ bị Bạch Y Nhân cưỡng ép đẩy ra ngoài nên sẽ không thực sự phải mất mạng. Lâm Nhất còn khá là nhẹ nhàng đã thông qua được khảo hạch của tầng thứ 7, ngay sau đó là khảo hạch của tầng thứ 8. Khảo hạch của Bạch Y Nhân đều sẽ cố ý để lại sơ hở, chỉ cần bắt được chỗ sơ hở đó thì sẽ không tính là quá khó. Đương nhiên, điều này không tính là quá khó chỉ đúng với những người thuộc đẳng cấp như Lâm Nhất mà thôi. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng đang lần lượt thông qua lần khảo hạch này. He he, may là ở tầng thứ 6 có chút thu hoạch, nếu không thực sự là không thể thông qua được vòng khảo hạch này. Phong Dã của Bách Thủ Tông nhếch miệng cười, bước vào trong thông đạo. Thực lực của hắn so với lúc tách khỏi Lâm Nhất đã tăng lên vùn vụt. Phảng phất chỉ còn thiếu nửa bước nữa là có thể đặt chân lên cảnh giới huyền võ tầng thứ 10 bất cứ lúc nào. Chương 1134. Bước chân nặng nề, mỗi một bước của hắn đều để lại một dấu chân lõm hẳn vào trong nền đất. Một phương diện là vì thể hiện sức mạnh khủng khiếp của hắn, còn ở phương diện khác là do hắn vừa mới đột phá nên vẫn chưa thành thạo khống chế được sức mạnh. Ở một bên khác, kinh tuyệt của Thất Tuyệt Bảo hai mắt đầy vẻ ác liệt, một luồng hàn quang thoáng qua đáy mắt, lạnh giọng nói cuối cùng cũng đến tầng thứ 8 rồi, ba món bảo vật cuối cùng cũng coi như có thể mong chờ được rồi. Tầng thứ 8 tổng cộng có 2 tòa đài sen, tầng thứ 9 có 1 tòa, tổng cộng sẽ sinh ra 3 món chí bảo. 3 món chí bảo này, giá trị mỗi một món đều vượt qua giá trị của tổng các món trong 7 tầng vừa rồi cộng lại, cực kỳ hiếm có. Hay còn được gọi là Hắc Liên Dị Bảo, chỉ có đạt được Hắc Liên Dị Bảo thì mới được coi là người thắng cuộc thực sự. Kinh Tuyệt không cầu mong gì hơn, chỉ muốn thu hoạch được một thanh bảo khí, một thanh bảo đao phù hợp với bản thân. Ngoại trừ 2 người này ra, trong tầng thứ 8 còn có Bạch Nhạc của Ma Diễm Tông, Đường Nguyên của Huyền Thiên Tông cùng với Thủy Vô Ngân của Ma Nguyệt Sơn Trang. Tính cả Lâm Nhất trong đó thì có tổng cộng 6 người. Ngoài ra, bên trong Hắc Liên Bảo Điện không hề có sự tồn tại của người thứ 7. Đến đây, cuộc tranh đấu và cơ duyên của mật cảnh Ma Liên đã thực sự đi đến hồi gay cấn. Không chỉ 6 người trong Bảo Điện, bên ngoài Hoang Nguyên Tịch Diệt, trưởng lão và đệ tử của các tông môn trong doanh địa đều vô cùng quan tâm đến. Việc có liên quan đến vinh dự và Hắc Liên Dị Bảo thì làm gì có ai không quan tâm. Lâm Nhất đi vào trong thông đạo, chắc chắn bản thân hẳn đã theo kịp tiến độ của những người khác. Hoặc là nói, còn có một số người đã bị hắn bỏ lại phía sau rồi. Hắn không đến nỗi chậm chân hơn người khác, chẳng lấy được thứ gì như ở tầng thứ 6 và tầng thứ 7. Ong! Phía trước truyền đến một trận dư âm này Lâm Nhất cực kỳ quen thuộc, chính là khí thức của đài sen đa bảo. Trong bóng tối, Lâm Nhất đang đi tìm đại điện đoạt bảo, không nghi ngờ là sẽ trông thấy một ánh đèn. Lần này, hẳn sẽ không đến mức chẳng kịp nhìn rõ bảo vật nữa chứ. Lâm Nhất hít sâu một hơi, đến được tầng thứ 8, hắn cũng không dám tiếp tục lơ là nữa. Người có thể thông qua được khảo hạch giống hắn để đến được tầng thứ 8. Chắc chắn là những cao thủ trong cao thủ, bên trong mặt cảnh Ma Liên này cũng đều đã gặp được cơ duyên của mình. Khí tức của đài sen đa bảo càng lúc càng rõ,
không bao lâu sau đã đến được bên trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Chiếc đèn thủy tinh thật to treo giữa trần đại điện tản mát ra luồng ánh sáng như mộng như ảo, thắp sáng cả tòa đại điện. Đài sen đa bảo màu xanh lấp lánh một luồng ánh sáng âm u nhàn nhạt, đây chính là dấu hiệu trước khi dị bảo được sinh ra. Chương 1135, ra tay đi. Vào giây phút khi luồng sáng âm u kia biến mất, trên đài sen đoạt bảo xuất hiện một viên đan dược. Bề mặt của viên đan dược có hoa văn hai màu vàng và bạc đan sen khắc họa ra hai luồng long văn, tiến hóa thành hình ảnh của hai con rồng đang chuyển động vòng quanh trên viên đan dược. Khí tức của bóng rồng, một âm một dương cực kỳ rõ rệt. Dược lực dồi dào, dưới bóng rồng được tiến hóa ra kia, nó đang ở một trạng thái cân bằng cực kỳ vi diệu. Đây hẳn là một viên linh đan tứ phẩm trở lên rồi. Trong lòng Lâm Nhất thoáng qua một ý niệm, tu vi của hắn hiện tại miễn cưỡng tính là huyền võ tầng thứ 8, có một khoảng cách khá lớn so với những người thuộc cảnh giới huyền võ tầng thứ 10 kia. Nếu như có thể dựa vào viên đan dược này để thăng cấp lên tầng thứ 8 đỉnh phong thì thật là không còn gì tốt hơn. Đan càn khôn âm dương. Chính vào lúc này, trong một thông đạo khác xuất hiện một bóng người. Khi tầm mắt của hắn rơi lên viên đan dược đặt trên đài sen đa bảo thì lập tức lóe ra quang mang nóng bỏng. Chỉ chốc lát sau, khi Bạch Nhạc nhìn thấy Lâm Nhất, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc dễ thấy. Hắn ta cũng có chút ấn tượng với người trước mắt, là một nhân tài xuất sắc của Lăng Tiêu Kiếm Các, nhưng chưa từng nghĩ tới đối phương có thể thông qua khảo nghiệm, chống đỡ được tới bây giờ. Ngươi muốn tranh cùng ta? Bạch Nhạc rời mắt đi. Ánh mắt dừng trên người đối phương, trầm giọng hỏi. Khí tức trên người hắn ta lạnh lẽo vô cùng, giống như một khối băng, giã xuống mặt đất. Không được sao? Lâm Nhất bình tĩnh đáp. Ta khuyên ngươi trước khi ra tay thì tốt nhất hãy nghĩ kỹ chút, có thể đi đến bước này xem như không dễ dàng gì. Nếu bây giờ ngươi đi, ta coi như chưa từng gặp ngươi, bằng không, ta sẽ không để ngươi có cơ hội bóp nát ngọc giản đâu. Bạch Nhạc lạnh lùng nói. Không phải hắn ta từ bi gì, chỉ là kiêng kỵ những người khác đang đuổi đến. Không cần nghi ngờ, chắc chắn có người khác cũng đã thông qua, hoặc là đang khảo nghiệm tầng thứ 8. Một khi giao đấu với Lâm Nhất, chắc chắn sẽ cho người khác cơ hội chiếm hời. Ra tay đi. Lâm Nhất không muốn tranh cãi với hắn ta, bình thản lên tiếng. Cứng đầu cố chấp, ngươi lấy đan càn khôn âm dương này chỉ lãng phí mà thôi. Bạch Nhạc tối sầm mặt. Tức giận không thôi, tên nhóc này đúng là không biết điều. Vậy thì đừng trách hắn ta không nể tình. Chém. Một tiếng quát giận vang lên, ma diễm cực kỳ lạnh lẽo ngưng tụ trên người hắn ta, dùng tay làm đao, hung hăng chém xuống. Chương 1136, Băng Phong Sơn Hà. Trong đại điện lập tức nổi lên gió lạnh, vô cùng âm u lạnh lẽo, ngay cả ánh đèn cũng không xua tan được luồng sáng lạnh lẽo này. Dưới sự bao phủ của luồng sáng lạnh lẽo, kiếm ý cả người Lâm Nhất tỏa ra, đâm cho luồng sáng ấy thủng lỗ chỗ. Nhưng tình huống quỷ dị đã xảy ra, giây lát sau, luồng sáng lạnh lẽo lành lặn trở lại, ngọn lửa lạnh lẽo hơn nữa phủ xuống. Cùng lúc đó, con dao của Bạch Nhạc ngưng tụ ma diễm cô đặc, xé gió bay đi. Thanh âm chợt hiện, vang to không ngừng, trong dư âm lượn lờ kèm theo chiến ca cổ xưa. Lâm Nhất phung quyền. Nghênh đón con dao lạnh lẽo âm u của đối phương, phát ra tiếng nổ vang. Ma diễm ngưng tụ trong đó lan tràn, nhưng chốc lát sau, số ma diễm đó diễn hóa thành những lưỡi nhọn sắc bén, rơi ào ào xuống chỗ Lâm Nhất đã bị hắn ta đánh lùi. Lâm Nhất lặng lẽ đáp xuống đất, không vội không hoảng, toàn thân rung lên. Rắc! Sức mạnh long tượng lan tràn, trên người hắn tỏa ra ánh chớp màu tím mạnh mẽ, ngưng tụ thành một chiếc áo giáp như thật. Lưỡi nhọn sắc bén chạm vào người hắn vang lên chuỗi tiếng kim loại nổ tung, liên tục không dứt, thanh thế đáng sợ. Nhưng dưới sự bảo vệ của áo giáp, Lâm Nhất không hề bị thương. Sức mạnh ngũ đỉnh. Bạch Nhạc nhíu mày, trong mắt lóe lên lửa giận, thằng nhóc này quả thật hơi khó dây. Muốn giết chết hắn không dễ dàng như vậy. Nhưng cạnh tranh với hắn ta thì nhất định phải chết. Ma diễm phá thiên. Trong tiếng quát gào. Chân nguyên toàn thân Bạch Nhạc lan tràn, tu vi huyền võ tầng 9 đỉnh phong thể hiện ra một mặt cực kỳ điên cuồng. Dưới một trường đó, ma diễm trên người hắn ta giống như sóng lớn ngập trời, nhấn chìm Lâm Nhất. Tiếng rồng ngâm hổ gầm bỗng vang lên,
một thức tường long tại thiên của Lâm Nhất đánh tan ma diễm đang ập xuống. Ma long cửu biến. Không đợi Lâm Nhất phản ứng lại, Bạch Nhạc hét lên một tiếng. Ma diễm rời rạc ngưng tụ thành 9 con giao long, hóa làm 9 đường kinh hồng, trong nháy mắt đồng thời tấn công lên chiến giáp long tượng. Bù! Gặp phải sự tấn công, sắc mặt Lâm Nhất khẽ biến, bị đánh lùi lại mấy bước. Chiến giáp ngưng tụ từ sức mạnh long tượng xuất hiện những vết nứt. Chiến giáp có thể chống đỡ một đòn của bảo khí, sau khi tiếp sát chiêu này lại xuất hiện vết nứt. Ưu thế to lớn do tu vi mang lại khiến Lâm Nhất chịu thiệt không nhỏ. Nhưng vẫn chưa hết. Băng phong sơn hà. Lâm Nhất vừa đáp xuống đất thì lại phát hiện một đống ma diễm giống như xúc tu quấn vào nhau, còn chưa kịp phản ứng lại. Ma diễm từ 4 phương 8 hướng ùn ùn kéo đến, vùi lấp hắn từng lớp, sau đó nhanh chóng đóng băng. Chương 1137 gậy ông đập lưng ông. Nhũ băng màu đen dưới ánh đèn chiếu rọi có vẻ quỷ dị vô cùng. Bạch Nhạc thở hổn hển, có thể thấy hắn ta tiêu hao cũng không phải không lớn. Là một nhân tài mới nổi, có thể buộc ta phải sử dụng đến 3 vũ khí bí mật đã đủ để ngươi kiêu ngạo rồi, chết đi. Dứt lời, cơ thể Bạch Nhạc nhoáng lên, đánh một chưởng lên nhũ băng. Nhũ băng bay lùi lại, lập tức nổ tung. Lâm Nhất hiện thân, chiến giáp trên người đã rách tả tơi, khóe miệng tràn máu, sắc mặt trắng nhợt. Chưa chết. Bạch Nhạc nhíu mày, trong dữ liệu của hắn ta, lẽ ra đối phương phải vỡ tan thành vô số mảnh vụn cùng với nhũ băng mới đúng. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt lóe lên, ma diễm trên người hắn ta lại tập trung lần nữa, bay vọt về phía Lâm Nhất. Hắn ta định bồi thêm một chưởng, khiến Lâm Nhất chết triệt để. Mặt mày dữ tợn nói, xác thịt của ngươi đúng là rắc rối, đã sắp đuổi kịp dã nhân của Bách Thú Môn rồi. Nhưng, ta đã từng nói, một khi ngươi thất bại, ta sẽ không cho ngươi cơ hội bóp nát ngọc giản. Ta còn chưa dùng kiếm, ngươi lấy đâu ra lòng tin cho rằng mình đã thắng. Dứt lời, ánh mắt Lâm Nhất bỗng thay đổi, trở nên sắc bén tùy ý, trở nên mạnh mẽ vô cùng. Trái tim hướng kiếm, can đảm tiến lên. Lúc hộp kiếm mở ra, Lâm Nhất vẫy tay, 5 ngón nắm lấy kiếm táng hoa vừa bay ra. Thân kiếm tỏa ra ánh sáng, ở trước mặt hắn giống như một dòng nước thu chậm rãi chảy qua. Nhưng trong mắt Bạch Nhạc, đó không phải nước thu dịu dàng, mà là ánh trăng như lửa, sáng chói rực rỡ. Thủy Nguyệt kiếm pháp, ánh sáng hạo nguyệt. Bạch Nhạc hoàn toàn không kịp thoát ra, bay vọt về phía Lâm Nhất, thế là bị ánh sáng hạo nguyệt đánh trúng. Dưới kiếm thế mênh mông, ma diễm trên người hắn ta giống như gặp phải cơn mưa lớn nhất thế gian, bị gột rửa một cách sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Phụt! Sau khi rơi xuống đất, Bạch Nhạc lùi lại mấy bước, mỗi một bước lùi đều phun ra máu, thê thảm không nỡ nhìn. Ta có một kiếm, xương hàn vạn lý, mời các hạ chỉ giáo. Kiếm khí trên người tung hoành, Lâm Nhất phung tay, hơi lạnh theo kiếm thế mênh mông đóng băng mọi thứ trong tầm mắt. Gậy ông đập lưng ông. Nhưng kiếm của Lâm Nhất còn nhanh hơn, lạnh hơn, ác hơn. Như gió của đêm thu, như gió của đêm thu lá rơi hiu quạnh điêu tàn. Như tuyết của đông lạnh, như tuyết của đông lạnh quạnh quẽ đóng băng mọi vật. Giác. Bạch Nhạc dùng tu vi thâm hậu của hắn ta làm tan dã băng lạnh phủ đầy người, nhưng băng vừa tan, kiếm của Lâm Nhất đã đâm tới. Chương 1138, chạy nhanh thật đấy. Lâm Nhất đã sớm dự liệu băng lạnh không chặn được đối phương, một kiếm này chính là chuẩn bị cho hắn ta. Xoẹt. Kiếm đi sâu vào lồng ngực nửa tấc, trong mắt Bạch Nhạc lóe lên vẻ hung ác, hai tay nắm lấy thân kiếm, gắt gao ghì chặt không để kiếm đi sâu thêm nữa. Phụt. Lâm Nhất cũng không miễn cưỡng, rút kiếm ra, máu tươi bắn tung tóe, Bạch Nhạc bị chấn bay đi. Lúc hắn ta sắp rơi xuống đất, lại một luồng kiếm mang khác vô tình quét tới. Kiếm mang để lại vết thương sâu có thể thấy cả xương trên lồng ngực hắn ta, kiếm thế mạnh mẽ làm hắn ta đập mạnh lên vách tường. Tiếng xương gãy vang lên, Bạch Nhạc vừa lăn vừa bò, chạy trốn vào một hành lang. Chạy nhanh thật đấy. Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, không đuổi theo. Cũng không phải hắn để lại đường sống cho kẻ kia, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải lấy được đan càn khôn âm dương. Nếu đuổi theo qua đó, bị người ta trộm đan đi thì lỗ to.
tầng 6 và tầng 7 hắn đều trở về tay không, tầng này tuyệt đối không thể để chuyện này lặp lại nữa. Tên Bạch Nhạc kia bị hắn đâm trúng tim, tuy không đâm xuyên nhưng sau đó lại bồi thêm một kiếm. Nếu thật sự có thể sống sót thì coi như hắn ta cũng lớn mạng. Ánh mắt hắn dừng trên đan càn khôn âm dương, nhìn bên cạnh đan dược có hai bóng rồng một âm một dương lượn lờ, Lâm Nhất như có điều suy nghĩ. Qua ánh mắt của Bạch Nhạc có thể đoán ra, đan này khá quý giá. Tu vi huyền võ tầng 9 đỉnh phong của hắn ta mà còn khao khát như vậy, tu vi huyền võ tầng 8 sơ kỳ như mình luyện hóa đan này, có lẽ sẽ thu được lợi ích rất lớn. Sau khi cất viên đan này vào, Lâm Nhất liếc nhìn đài sen đa bảo, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Bước lên đài sen này, hắn sẽ lên đến tầng 9. Nếu hắn có thể thông qua khảo nghiệm thì chỉ còn cách tầng 10 trong truyền thuyết một bước mà thôi. Hắn có lòng tin 7 phần có thể thông qua khảo nghiệm của tầng 9, nhưng tầng 10 thì hơi mất lòng tin. Người thông qua khảo nghiệm tầng 10 lần trước đã lâu đến nỗi không nhớ ra được là ai, do đó tầng 10 đã trở thành truyền thuyết. Còn tầng 9 thì chỉ là nghìn năm chưa có người lên được mà thôi. 1.000 năm rất dài, nhưng đối với võ giả mà nói thật ra cũng không dài bao nhiêu. Cao thủ cảnh giới thiên phách ít nhất đã có tuổi thọ 300 năm rồi. Nhưng chung quy mình cũng phải lên được tầng 11 phen. Trong mắt Lâm Nhất ánh lên sự quyết đoán, hắn không hề do dự, bước lên đài sen đa bảo. Ánh sáng lóe lên, hắn đã biến mất. Trong tầng 8 của bảo điện Hắc Liên, ở một đại điện đa bảo khác. Kinh tuyệt của Thất Tuyệt Bảo không có biểu cảm gì, vẻ mặt hờ hững nhìn đài sen, u quang lấp lóe. U quang lấp lóe, bóng ảnh mông lung. Chương 1139, Đường Nguyên, người muốn tranh với ta sao? Hào quang lấp lánh không ngừng, không ai biết trong đài sen đa bảo này sẽ sinh ra dị bảo như thế nào. Nhưng bất kể thế nào, ba món chí bảo cuối cùng của bảo điện Hắc Liên đều sẽ là vật vô giá. Bất cứ món nào cũng vượt qua giá trị của các món bảo vật ở 7 tầng trước cộng lại, vô cùng đắt giá. Khi u quang rừng lóe sáng, một thanh bảo đao cổ xưa hoa văn phức tạp, giống như huyết hoa nở rộ xuất hiện. Đao chưa rời vỏ đã khiến người ta có cảm nhận được sự lạnh lẽo đáng sợ. Đao. Trên gương mặt bình thản, cực kỳ lạnh nhạt của Kinh Tuyệt chợt xuất hiện chút dao động. Vẻ vui mừng hiện lên trong mắt, phấn khởi khó che đậy. Không cần nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một thanh bảo binh thời thượng cổ. Cho dù là bảo binh hạ phẩm, nhưng nó truyền thừa thân thế thời thượng cổ đã đủ để sánh ngang với bảo binh thượng phẩm thời nay. Mệnh trời ở ta. Trong nháy mắt, trong đầu Kinh Tuyệt hiện lên 4 chữ. Cảm giác được bản thân mình có khí vận tràn ngập, nếu không thì đã không trùng hợp đến vậy. Hoa văn màu máu trên vỏ đao càng khiến hắn ta mừng rỡ, đây chắc chắn là một thanh bảo binh hoàn hảo phù hợp với tu vi của hắn ta. Quả nhiên, trong 3 món gì bảo Hắc Liên chắc chắn có bảo binh sinh ra. Nhưng đúng lúc đó, ở lối đi xuất hiện một người, Đường Nguyên của Huyền Thiên Tông. Ánh mắt hắn ra rực cháy, cũng tham lam quan sát bảo đao trên đài sen đa bảo. Đường Nguyên, ngươi muốn tranh với ta sao? Ý cười trong mắt Kinh Tuyệt mất đi. Trở nên lạnh lùng vô tận, tràn ngập sự lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Trên đao có viết tên ngươi sao? Hay đám tà tu các ngươi đều có tính cách quái gở như vậy, cảm thấy mình nhìn thấy bảo vật trước thì người khác không có tư cách tranh giành với ngươi. Đường Nguyên cười nhạt, không hề sợ hãi. Đừng bảo sợ Kinh Tuyệt của Thất Tuyệt Bảo, hắn ta vốn không sợ. Bảo binh vô chủ, làm gì có đạo lý không được tranh. Bảo binh thượng cổ dù phẩm chất có thấp thế nào, ở Đại Tần Đế Quốc cũng là bảo vật quý hiếm có thể gây nên sóng gió. Nói hay lắm, bổn đại gia mặc kệ ngươi đến trước hay đến sau, bổn đại gia đây đã nhìn thấy thì chắc chắn phải tranh lấy bảo bối này. Đại điện rung khẽ, phong giã của Bách Thú Môn xuất hiện trong tầm mắt 2 người. Không biết tên phong giã này đã luyện hóa dị quả gì, hắn ta vốn cao to nay lại to thêm 1 vòng. Đi ở hành lang, đầu hắn ta đã đụng đến nóc. Vào trong đại điện mới thở phào một hơi. Bảo đao vô chủ, quả thật ai cũng có thể tranh giành, nhưng sợ là các ngươi không có cái mạng này. Cùng nhau lên đi, Kinh Mỗ không muốn lãng phí thời gian. Toàn thân Kinh Tuyệt bộc phát đao ý điên cuồng mà bá đạo, trong mắt lóe lên tia sáng, bế nghĩa tứ phương. Nửa canh giờ sau, tầng 8 bảo điện Hắc Liên, trong hành lang sâu thẳm tối tăm,
Thủy Vô Ngân lửng thửng đi tới, bất ngờ thấy một người. Chương 1140, người khẳng định không lầm. Là Bạch Nhạc của Ma Diễm Tông, đầu tóc hắn ta rối bời, gương mặt nhếch nhác, khoanh chân ngồi trên đất. Sau khi lặng lẽ đến gần, nhìn rõ vết thương đáng sợ ở trước ngực hắn ta, máu chảy đầm đìa, sâu thấy cả xương, trông vô cùng hãi hùng. Nhưng đó vẫn chưa phải vết thương chí mạng nhất. Vết thương chí mạng nhất là một nhát kiếm nơi tim, nhát kiếm đó chỉ cần đi sâu nửa tấc nữa là xuyên thủng tim hắn ta. Ai làm ngươi bị thương vậy? Trong mắt Thủy Vô Ngân lóe lên tia sáng kỳ dị, lên tiếng hỏi. Bạch Nhạc mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng Thủy Vô Ngân, cũng không quá bất ngờ. Hắn ta đã sớm đoán được, vẫn còn có người đến. Lúc đó, hắn ta chỉ nghĩ không muốn lãng phí khí lực với Lâm Nhất, tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Nhưng không ngờ lại nhếch nhác thế này mà gặp phải Thủy Vô Ngân. Lâm Nhất. Quả nhiên là hắn. Thật ra khi nhìn thấy vết thương trên người Bạch Nhạc, Thủy Vô Ngân ít nhiều cũng đã đoán ra được. Ngoại trừ Lâm Nhất và hắn ta, hầu như đệ tử tông môn còn ở trong bảo điện Hắc Liên không ai dùng kiếm nữa. Không đúng, còn một người là Mộ Tu Hàn. Nhưng kẻ đó dường như có chút xui xẻo, không vào được trong bảo điện Hắc Liên. Bây giờ nghĩ lại, khi xưa hắn ta rút lui giữ mạng, không tranh yêu đan tử phủ với Lâm Nhất là sáng suốt biết bao. Còn Mộ Tu Hàn, cũng không trách được người khác. Hắn ta vốn đã đánh nhau với Tử Điện Ma Long Viên bị nội thương, bảo khí cũng vỡ nát, gặp Lâm Nhất sử dụng bảo khí còn muốn tranh đoạt, cũng xem như hắn ta gieo nhân nào gặp quả nấy, xui xẻo là đáng. Lần này Đại Điện Đa Bảo đã sinh ra dị bảo gì? So với chuyện ai làm bị thương Bạch Nhạc, Thủy Vô Ngân càng để ý vấn đề này hơn. Đan Càn Khôn Âm Dương. Sắc mặt Bạch Nhạc âm trầm, bất bình lên tiếng. Ngươi khẳng định không lầm. Thủy Vô Ngân nhướng mày, vẻ mặt rõ ràng rất kích động. Ta nhìn lầm được sao? Long Ảnh Thành xong, Âm Dương Thủ Hằng, giống hệt với ghi chép về Đan Càn Khôn Âm Dương, ngươi nói xem ta có nhìn lầm không? Bạch Nhạc hừ lạnh, hơi bất mãn. Tiếc quá. Trong mắt Thủy Vô Ngân lộ ra vẻ thất vọng sâu đậm, trầm ngâm nói, Đan Càn Khôn Âm Dương có cơ hội ngưng tụ ra được tử phủ hoàn hảo e là sẽ lãng phí trong tay hắn. Huyền võ tầng 10, có lẽ cao thủ ở cấp bậc như Bát Đại Công Tử mới dùng được Đan Càn Khôn Âm Dương. Chương 1141, tốt nhất ngươi đừng chết dưới kiếm của Lâm Nhất. Đối với người khác mà nói, tuy đan này có thể mang lại dược lực dồi dào, nhưng không dùng được đặc tính quan trọng nhất của nó đương nhiên sẽ lãng phí. Lâm Nhất là huyền võ tầng 8, nếu tùy tiện luyện hóa chắc chắn sẽ hỏng bét. Hừ, lãng phí đi là tốt nhất. Bạch Nhạc thản nhiên nói, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Đan Càn Khôn Âm Dương vốn nên thuộc về hắn ta. Thủy Vô Ngân không đưa ra ý kiến, cũng không đáp lại, chỉ cười nói, ở nơi này rất tốt đấy. Có lẽ trong ngày hôm nay, ngươi có thể có được vài cơ hội đột phá lên huyền võ tầng 10. Bạch Ngạc ngẩn người ra, Thủy Vô Ngân lại đoán đúng suy nghĩ của hắn ta rồi. Tầng 8 bảo điện Hắc Liên, linh khí đất trời dồi dào, thế giới bên ngoài không thể tưởng tượng được. Bây giờ, hắn ta chỉ cách huyền võ tầng 10 nửa bước. Nếu có thể đột phá được nửa bước này trước khi rời khỏi đây, đợi Lâm Nhất ra khỏi bảo điện Hắc Liên, hắn ta vẫn có cơ hội trả mối nhục bị hắn đuổi chạy. Ngươi không ra tay với ta. Thời gian nán lại lâu như vậy, người kia vẫn không ra tay khiến Bạch Nhạc cảm thấy kỳ lạ. Con chó thất bại sao phải để ý, nếu ngươi phát điên cắn ta thì chẳng phải sẽ lỗ to hay sao? Thủy Vô Ngân khẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay, một câu nói làm Bạch Nhạc suýt tức chết. Tiếp tục cười nói, ta không nhiều lời với ngươi nữa, quy tắc ngươi hiểu chứ? Hiểu. Bạch Nhạc sầm mặt, nghiến răng, tia sáng lạnh trong mắt khiến người ta sợ hãi. Thứ chó tha, đã biết trong bảo điện Hắc Liên này chẳng có kẻ nào tốt lành. Đương nhiên, bản thân hắn ta cũng không phải người tốt gì. Hắn ta khẽ vỗ vào túi trữ vật, một bình ngọc tinh xảo xuất hiện trên mặt đất. Đây là món ta lấy được từ đài sen đa bảo ở tầng 7, linh đan tứ phẩm hiếm có đan hàn vân, tổng cộng 10 viên, rất thích hợp cho yên vân quyết mà ngươi tu luyện. Một bình đan hàn vân đổi một mạng của ngươi rất đáng giá, chúc ngươi trước khi rời đi có thể lên được huyền võ tầng 10. Thủy Vô Ngân ngắm nghía một lúc, khá hài lòng,
cẩn thận cất vào. Tốt nhất ngươi đừng chết dưới kiếm của Lâm Nhất. Bạch Nhạc lạnh lùng nói. Không đâu, ngươi ở Hoang Nguyên Tịch Diệt đợi ta tạo nên truyền thuyết là được. Ta sẽ lên tầng 10, làm truyền thuyết tuyết rơi ở Hoang Nguyên tái hiện. Thủy Vô Ngân đã rời đi không xoay người lại, tên tà tu này cũng thật thú vị, mình tha cho hắn ta một mạng mà hắn ta còn hận mình như vậy, nhưng mặc kệ. Nhìn bóng dáng đối phương, trong mắt Bạch Nhạc hiện lên sự đố kỵ. Hắn ta không tin Thủy Vô Ngân có thể lên được tầng 10, để Hoang Nguyên Tịch Diệt vạn năm không đổi, quanh năm không có tuyết lại xuất hiện truyền thuyết tuyết rơi. Chỉ là đối phương còn có cơ hội đó, mà hắn ta đã hoàn toàn mất đi tư cách. Lâm Nhất, người đợi đấy cho ta. Trong mắt Bạch Nhạc dâng lên lửa giận, bất kể là đan càn khôn âm dương, hay là đan Hàn Vân bị cướp đi lúc này đều do Lâm Nhất gây ra. Chương 1142, Tu Hàn, đã có chuyện gì xảy ra? Đường Nguyên không nói một lời, lập tức vỗ túi trữ vật, lấy ra ba món bảo vật mà hắn lấy được từ đài sen đa bảo. Một bình rượu cổ, một cái lư hương cùng với một bức tranh cổ. Kinh Tuyệt liếc nhìn, khẽ gật đầu. Đường Nguyên nhanh chóng bóp nát ngọc giản, rồi biến mất khỏi đại điện đa bảo, so với Phong Dã thì hắn ta quyết đoán hơn nhiều. Phong Dã không cam lòng nói, Kinh Tuyệt, hai ta đều là đệ tử của tông môn nằm ở biên giới đế quốc, nói gì cũng có chút tình nghĩa, không cần phải đuổi cùng giết tận như thế. Nếu ngươi không tự nguyện thì ta cũng không miễn cưỡng, ngươi có thể thử xem tốc độ bóp ngọc giản của ngươi nhanh hay đao của ta nhanh. Kinh Tuyệt bình thản nói, hắn ta không nhiều lời, chỉ hờ hững đặt tay lên chuôi đao. Khốn kiếp, cầm lấy đi. Phong Dã sầm mặt, vừa mắng vừa lấy ra ba món bảo vật hệt như Đường Nguyên. Một lọ đan dược, một loại quả khá đặc biệt và một đóa hoa kỳ dị tỏa hương khắp bốn phía. Trước khi bóp nát ngọc giản, hắn ta hung hăng nhìn Kinh Tuyệt, hận không thể nuốt chửng đối phương ngay tại chỗ chờ đó. Vậy thì cứ chờ xem. Kinh Tuyệt hừ lạnh một tiếng, hắn ta không hề sợ một tên bại tướng dưới tay mình. Tiếp đó, hắn ta bước nhanh lên trước, không chút khách khí thu hết toàn bộ 6 món bảo vật mà hai người kia để lại. Trong Hoang Nguyên Tịch Diệt, Đường Nguyên, Phong Dã và Bạch Nhạc lần lượt bị truyền tống ra ngoài đã tạo nên ồn ào không nhỏ. Bị truyền tống ra ngoài cũng có nghĩa là ba người này đã bị đào thải, tuy nhiên, có thể xông đến tầng 8 mới bị loại cũng đã là hiếm có. Đến khi mộ Tu Hàn của Huyết Cốt Môn bị truyền tống ra, tất cả các đại tông môn có mặt trên Hoang Nguyên Tịch Diệt đều xì xào bàn tán. Quả thật khó mà tưởng tượng được, ngay cả mộ Tu Hàn cũng bị đào thải, việc này khiến nhiều người có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Tất cả đều đang suy đoán là ai đã đánh bại mộ Tu Hàn. Thế nhưng chỉ có hắn ta biết được những đắng cay trong đó. Tu Hàn, đã có chuyện gì xảy ra? Ta không có tiến vào bảo điện Hắc Liên. Gì chứ? Trưởng lão Huyết Cốt Môn sững sốt, vô cùng kinh ngạc. Mộ Tu Hàn không nhiều lời, chỉ hướng mắt về phía Lăng Tiêu Kiếm Các, thản nhiên nói, đợi lát nữa rồi nói. Nếu Lâm Nhất đã chết trong bảo điện Hắc Liên, vậy thì không còn gì để nói. Nhưng nếu hắn không chết, món nợ này nhất định phải tính toán cho thật tốt mới được. Hắn ta một người một kiếm giết ra hung danh hiển hách trong mật cảnh Ma Liên, vậy mà lại bại trong tay một tên nhân tài mới nổi. Chương 1143 may mắn chỉ có một lần, không thể có lần thứ hai. Nói là vô cùng nhục nhã vẫn chưa đủ để hình dung. Mãi một lúc lâu sau vẫn không có ai bị truyền tống ra khỏi bảo điện. Tất cả các đại tông môn bắt đầu bàn tán xôn xao, đã một thời gian dài trôi qua, vẫn không có ai bị truyền tống ra, hiển nhiên. Ba người còn lại chắc chắn đã thông qua khảo nghiệm, đặt chân lên tầng 9 của bảo điện. Lợi hại thật, đã hơn 1.000 năm không có ai leo lên được tầng 9 của bảo điện Hắc Liên, không ngờ lần này lại xuất hiện đến ba người. Kinh Tuyệt của Thất Tuyệt Bảo, Thủy Vô Ngân của Ma Nguyệt Sơn Trang và Lâm Nhất của Kiếm Các, không ngờ lại là ba người này. Chẳng phải Văn Ngạn Bác nói Trương Viêm còn chưa xuất hiện sao? Ha ha, đừng có nghe ông ta khoác lác. Không có ai nhìn thấy Trương Viêm trong bảo điện cả, còn Lâm Nhất, Thủy Vô Ngân và Kinh Tuyệt thì đều có người nhìn thấy. Không biết trong số ba người này, ai là người cười đến cuối cùng. Càng nghĩ càng thấy phấn khích thật. Đối với hầu hết các tông môn thì lần rèn luyện tại mật cảnh Ma Liên này đã sớm chấm dứt, tuy nhiên,
còn chưa nhìn thấy người thắng cuối cùng nên bọn họ chưa muốn rời đi. Mắt thấy kết quả mà mọi người hồi hộp mong chờ sắp được công bố, bầu không khí trên Hoang Nguyên Tịch Diệt cũng dần nóng lên. Trong doanh địa của Lăng Tiêu Kiếm Các, mọi người vừa mừng rỡ vừa thấp thỏm không yên. Đã rất lâu rồi Kiếm Các không được chú ý như vậy. Nếu Lâm Nhất có thể trở thành người thắng cuối cùng thì chắc chắn danh tiếng của Lăng Tiêu Kiếm Các sẽ vang dội khắp bốn phương. Tại tầng thứ 9 của Bảo Điện Hắc Liên, Lâm Nhất vừa thông qua khảo nghiệm, sắc mặt của hắn trông vô cùng mệt mỏi. Khảo nghiệm ở tầng thứ 9 khó hơn trong tưởng tượng rất nhiều, sơ hở của người áo trắng được che giấu rất kỹ, hơn nữa, nó chỉ thoáng qua trong tích tắc, cũng may là suy cho cùng, người áo trắng chỉ muốn khảo nghiệm mà thôi. Nhờ hắn ta nương tay, không có ý giết người nên Lâm Nhất mới có được cơ hội. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì theo như suy đoán của Lâm Nhất, có lẽ những người khác thông qua khảo nghiệm lần này cũng không khá hơn hắn là bao. Hoặc là, chưa chắc bọn họ có thể thông qua. Hắn có thể thông qua được khảo nghiệm ở tầng 9 phần lớn là do hắn tu luyện kiếm đạo, cho nên rất nhạy cảm với sơ hở mà người áo trắng lưu lại. Chắc chắn những người khác sẽ không có được ưu thế như hắn. Hiện tại không vội, ta luyện hóa đan càn khôn âm dương xong rồi tính tiếp. Lâm Nhất lật tay lấy ra đan càn khôn âm dương, hai loại khí âm dương ngưng tụ thành long ảnh vần quanh viên đan dược. Vừa nhìn liền thấy viên đan dược này rất bất phàm. Theo như suy đoán của hắn, có lẽ, với tu vi huyền võ tầng 8, luyện hóa viên thuốc này chẳng khác nào phí của rời. Nhưng Lâm Nhất không lo lắng được nhiều như vậy, trận chiến với Bạch Nhạc đã cho hắn thấy rõ chênh lệch tu vi sẽ đưa đến bất lợi như thế nào. Nếu không ỷ vào thân thể để tiêu hao ba sát chiêu lớn của đối phương, e là thắng bại khó mà nói được. Trong trường hợp không xuất kiếm, chỉ dựa vào Long Hổ Quyền và Long Tượng Chiến Thế Quyết, chắc chắn hắn sẽ bị đối phương áp chế gắt gao. May mắn chỉ có một lần, không thể có lần thứ hai. Xin lỗi, dù ngươi có là một viên thần đan thì ta cũng chỉ đành phí phạm mà thôi. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia quyết đoán, hắn không chút do dự nuốt viên đan càn khôn âm dương kia. In on tai u ân cân. Chương 1144, viên đan càn khôn âm dương này quả thật huyền diệu. Bất kể là vì đối mặt với đối thủ không biết mặt ở tầng 9, hay vì cuộc khảo nghiệm cuối cùng ở tầng 10 thì hắn có muốn hay không cũng phải nuốt viên đan càn khôn âm dương này vào bụng. Khi đan càn khôn âm dương tiến vào cơ thể, chân nguyên của Lâm Nhất bắt đầu sôi trào, bằng mắt thường có thể thấy được tu vi của hắn đang điên cuồng tăng lên. Sau khi thăng cấp lên cảnh giới huyền võ, hắn chưa từng luyện hóa đan dược. Lần đầu luyện hóa lại là viên đan càn khôn âm dương này, cho nên không thể không nói, hiệu quả thật sự đáng kinh ngạc, thậm chí có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Tu vi của người thường một khi đạt đến cảnh giới huyền võ tầng 8 thì đừng nói mấy tháng, dù là nửa năm cũng không hề thay đổi và không cách nào tiến bộ lên được. Nhưng hiện tại, tu vi huyền võ tầng 8 sơ kỳ của Lâm Nhất đang dùng tốc độ bão táp xông lên tầng 8 trung kỳ, quả thật rất đáng sợ. Ầm ầm. Hai luồng long ảnh do đan dược ngưng tụ thành đang mạnh mẽ đâm vào cơ thể hắn, rất nhiều bình chướng trong kinh mạch gần như sụp đổ một cách dễ dàng. Phải nói viên đan càn khôn âm dương này thật sự ngang ngược, không hề nói lý. Không có bất kỳ logic nào có thể hình dung được, tất cả các loại dị quả và thiên tài địa bảo mà hắn từng luyện hóa trước đây đều không thể so sánh với nó được. Lâm Nhất chợt hiểu ra vì sao Bạch Nhạc lại có thái độ như vậy khi nhìn thấy viên thuốc này. Hai con rồng âm dương không ngừng du tẩu khắp tứ chi bách hài, tẩy kinh phạt tủy. Tu vi nhanh chóng tăng lên, cùng với đó, hai luồng khí âm dương thanh lọc toàn bộ chân nguyên trong cơ thể Lâm Nhất. Xuy xuy. Cùng với sự lưu chuyển của hai luồng khí âm dương kia, tạp chất màu đen liên tục hóa thành khí bẩn toát ra ngoài cơ thể Lâm Nhất. Hắn tựa như một viên ngọc thô bám đầy bụi bẩn, được mưa to gió lớn cọ rửa từng chút một. Trạng thái như thế kéo dài suốt hai canh giờ, khi tạp chất trong người được rửa trôi hết, hai luồng khí âm dương cũng đã tiêu tán, tu vi của Lâm Nhất gần như không thể khống chế được, không ngừng đột phá và thăng cấp, mở ra huyền mạch thứ 9. Da thịt toàn thân hắn trở nên bóng loáng, mềm mại như đứa trẻ vừa mới được sinh ra. Khuôn mặt điển trai càng thêm chói mắt, khi hắn ngước mắt lên, sâu trong đôi mắt là một khoảng trời trong xanh, thanh tịnh và tinh khiết, không tồn tại một chút tạp chất nào. Lâm Nhất thở hắt ra, cảm giác cực kỳ dễ chịu,
khoan khoái lan tràn khắp toàn thân, dường như cơ thể hắn trở nên nhẹ bẫng. Tuy nhiên, trên thực tế, trọng lượng và vẻ ngoài của Lâm Nhất không hề thay đổi, là do đan càn khôn âm dương không ngừng tái tạo cơ thể từ trong ra ngoài, tạo thành sự biến đổi về chất. Nội thương trong quá khứ và cặn đan dược còn sót lại ở cảnh giới hậu thiên đều bị tẩy sạch. Viên đan càn khôn âm dương này quả thật huyền diệu. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng khác thường, hắn âm thầm suy tính. Nếu hắn luyện hóa viên thuốc này khi ở cảnh giới huyền võ tầng 10 thì không biết sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào. Tuy nhiên, bây giờ cũng không có gì để hối hận, một khi đã quyết định thì không nên tiếp tục vướng mắc chuyện này. Nên đến điện đa bảo rồi. Chương 1145 Thủy Vô Ngân của Ma Nguyệt Sơn Trang. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia bình tĩnh, hắn không chút chần chừ lao đi. Tu vi huyền võ tầng 9, chân nguyên đã được thanh lọc, biến đổi về chất, có thể nói là thoát thai hoán cốt, với tất cả những điều này, hắn thật sự có lòng tin tuyệt đối vào bản thân. Hiện tại, bất kể là chống lại ai, hắn đều có lòng tin giành được chiến thắng. Kiếm trong tay hắn sẽ chứng minh cho điều đó. Một lát sau, Lâm Nhất cảm nhận được một luồng khí tức dao động. Luồng khí này rất quen thuộc, nó thuộc về đài sen đa bảo. Chỉ khi bảo vật sắp ra đời trên đài sen mới khiến linh khí bị dao động. Dị bảo ở tầng 8 đã huyền diệu như thế, không biết tầng 9 sẽ là loại bảo bối gì. Hắn thật sự rất chờ mong. Đợi đến khi hắn men theo luồng hơi thở kia chạy đến đại điện đa bảo thì ánh sáng mờ ảo trên đài sen đang không ngừng chớp tắt. Một khắc sau, cuối cùng thì ánh sáng trên đài sen cũng thôi chớp tắt, phía trên đó xuất hiện một thanh bảo kiếm có phong cách cổ xưa. Bảo kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Vỏ kiếm được khắc hoa văn rất phức tạp và có hơi thô, toát lên hơi thở cổ xưa nồng đậm, tuy rằng chưa ra khỏi vỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự sắc bén ẩn chứa trong đó. Bảo binh thượng cổ. Lại còn là một thanh kiếm, quả thật là niềm vui bất ngờ, thứ này làm ra là để cho hắn đấy. Chỉ một cái liếc mắt, Lâm Nhất đã vừa ý thanh kiếm này. Trong lòng hắn trào dâng cảm giác vui sướng. Kể từ sau khi bước vào Bảo Điện Hắc Liên, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác rung động như vậy. Ở nơi này, không, nói chính xác hơn là trong khắp mật cảnh Hắc Liên, hắn đã thấy quá nhiều bảo vật, đến nỗi sớm chết lặng. Ngay cả đan càn khôn âm dương cũng không đủ sức khiến lòng hắn rung động. Duy chỉ có thanh kiếm này, vừa nhìn thấy nó đã khiến hắn có cảm giác rung động khó tả. Tuy nhiên, những lúc như thế này, Lâm Nhất càng thêm tỉnh táo. Hắn từ từ bước về phía đài sen với vẻ mặt cảnh giác, không dám có một chút chủ quan. Sau ba bước, Lâm Nhất khẽ vẫy tay, chân nguyên trong cơ thể ngưng tụ ở tay, chuẩn bị hút thanh kiếm kia tới. Nhưng Lâm Nhất vừa duỗi tay ra thì bỗng nhiên một luồng khí tức lạnh lẽo và âm u vọt đến, một trường tựa như làn khói mỏng manh, huyền ảo nhưng lại ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ đánh về phía Lâm Nhất. Một trường mạnh mẽ kia còn chưa đến gần mà Lâm Nhất đã có cảm giác bị đè ép bởi áp lực cực kỳ nặng nề, gần như lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị ép lại một chỗ. Nếu tu vi không đủ, e là trường kia còn chưa hoàn toàn rơi xuống đã đủ để chấn cho lục phủ ngũ tạng của hắn vỡ nát. Lâm Nhất không chút hoang mang, lập tức xoay người đánh ra một quyền. Quyền lao ra như kiếm, kiếm vọt đến như quyền, hung hăng va chạm với trường. Răng rắc. Trường bị chấn vỡ, cùng lúc đó, Lâm Nhất cũng bị lực quán tính đẩy lui về sau. Lúc này, hắn mới thấy rõ người vừa đến. Thủy Vô Ngân của Ma Nguyệt Sơn Trang. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn người trước mặt, hắn cũng không có bao nhiêu thiện cảm với hắn. Một trường lúc này của đối phương cực kỳ âm hiểm, nếu hắn phản ứng chậm một chút thôi, sợ là đã bị nghiền chết, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Chương 1146, Phù Quang Lược Ảnh. May mà tu vi của hắn đã thăng cấp lên huyền võ tầng 9, có thể chịu được áp lực từ chân nguyên của đối phương. Lâm Nhất, ta muốn có thanh kiếm này. Thủy Vô Ngân không chút cảm xúc, đã đến một bước này thì cũng chẳng cần mặt trái mặt phải làm gì. Ngoại trừ bản thân thì tất cả đều là kẻ địch. Đưa người ư, vì sao chứ, dù là Tự Tuyết Y của Ma Nguyệt Sơn Trang ở đây thì cũng đừng hòng giành với ta. Lâm Nhất không chút yếu thế. Hắn không có ý định nhượng bộ. Lâm Nhất, trên suốt chặng đường này, không biết ngươi đã chuốc oán với bao nhiêu cao thủ rồi nhỉ? Mèo chó bình thường thì không cần kể đến, Mộ Tu Hàn bị ngươi ngăn bên ngoài bảo điện,
Bạch Nhạc bị ngươi đâm một kiếm, suýt nữa bỏ mạng. Ngươi có chắc muốn đối địch với ta không? Lại nói, ngươi đã có được đan càn khôn âm dương, xem như thu hoạch cũng không nhỏ. Thủy Vô Ngân nói rất dễ nghe, ý đồ muốn khuyên đối phương từ bỏ. Như lời ngươi nói, ta đã đắc tội nhiều người như thế, nhiều thêm một người nữa thì có làm sao? Chỉ nói mấy câu đã muốn đuổi mình đi, Thủy Vô Ngân này hơi ngây thơ rồi. Ta biết ngay ngươi sẽ không ngoan ngoãn rút lui như thế mà, nếu đã vậy thì chịu thua đi. Soạt. Thủy Vô Ngân khép quạt xếp trong tay lại rồi tiến lên một bước, dừng lại trước mặt Lâm Nhất. Yên Vân Trưởng. Thân thể hắn ta nguy nga như núi, không chút dao động, chân nguyên tựa như mây mù lượn lờ. Khi hắn ta giơ tay, trưởng mang màu xám trắng ngưng tụ rồi đánh thẳng xuống. Phá. Nét mặt Lâm Nhất vô cùng lạnh lẽo. Hắn chắp tay thành kiếm chỉ tới, đánh vào điểm sơ hở của trưởng mang màu xám trắng kia. Âm thanh như sắt đá vỡ vụn vang lên. Thủy Vô Ngân tiến nhanh lùi cũng nhanh, dưới cái chỉ tay như kiếm này, trưởng mang của hắn ta lập tức bị chém vỡ, đồng thời bị đánh lui ra ngoài. Kiếm ý mạnh vậy sao? Thủy Vô Ngân nhíu mày, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Hắn ta làm kiếm khách, cho nên có thể dễ dàng cảm nhận được kiếm ý của đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Ngoài dựa vào kiếm ý, đan càn khôn âm dương cũng góp sức rất nhiều, cho nên Lâm Nhất mới có thể dùng ngón tay đánh tan Yên Vân Trưởng của mình. Quả nhiên đúng như hắn ta dự đoán, tên này đã ăn đan càn khôn âm dương kia rồi. Tất cả đều tại tên vô dụng Bạch Nhạc, nếu không sao đối phương có thể khó giải quyết như thế được. Có điều hắn ta vẫn có lợi thế, dù sao đối phương cũng chỉ mới thăng cấp huyền võ tầng 9, tu vi không thể thâm hậu bằng hắn ta được. Phù quang lược ảnh. Chẳng mấy chốc, Thủy Vô Ngân đã nghĩ ra cách ứng phó, người tựa như mây khói. Hắn ta lúc ẩn lúc hiện, những tia trưởng mang không đếm xuể lao về phía Lâm Nhất từ bốn phương tám hướng trên ngọn núi. Chương 1147, Hàng Long Phục Hổ. Trưởng mang di chuyển rất nhanh, trông tựa như một đám mây đen thoáng chốc bao phủ lấy Lâm Nhất. Muốn thăm dò tu vi của ta à? E rằng khiến ngươi phải thất vọng rồi. Nếu Lâm Nhất không tu luyện Tử Diên kiếm quyết, có lẽ hắn sẽ bị trận thế trước mắt làm sợ hãi, nhưng bây giờ hắn lại có kỳ công thượng của Tử Diên kiếm quyết trên người. Một khi thăng lên huyền võ tầng 9, chân nguyên hoàn toàn không thua kém gì Thủy Vô Ngân. Hắn chắp tay lại rồi vung lên, vô số kiếm mang tựa như những cột nước bắn lên từ trên mặt hồ. Cột nước ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một cái vòi rồng đáng sợ trên mặt phẳng. Tử Diên kiếm quyết được rót vào. Trong vòi rồng đáng sợ có hàn mang tản ra, mang theo kiếm thế vô cùng ác liệt. Phá! Trong mắt Lâm Nhất lóe lên ánh sáng sắc bén, hắn quát khẽ một tiếng, chẳng mấy chốc đã nghiền nát tất cả trưởng mang bay tới từ bốn phương tám hướng. Hừ! Để ta xem ngươi đỡ một trưởng này thế nào. Thủy Vô Ngân đứng trong mây mù hừ lạnh một tiếng, chân nguyên cả người hắn ta tập trung hết vào tay phải, đánh ra một tia trưởng mang cuồn cuộn như sông lớn. Liên miên không dứt. Trưởng mang mạnh mẽ bá đạo, cuồn cuộn vô tận, tựa như có thể xuyên thủng mọi thứ, không gì cản nổi. Tuyệt học của Ma Nguyệt Sơn Trang thật sự khá mạnh, được gọi là tứ đại tông môn đương nhiên cũng có chỗ hơn người. Có điều đi đọ sức với hắn thì đúng là tìm nhầm người rồi. Trong tiếng rồng ngâm hổ gầm, hai tay Lâm Nhất kết ấn, kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn, ba ấn hợp nhất. Phật uy trên người cuồn cuộn như núi, chẳng khác nào kim cang tái thế. Tàng long ngọa hổ. Họa long điểm tinh. Tường long tại thiên. Bách thú lai triều. Hàng long phục hổ. Ba ấn hợp nhất, chân nguyên trên người Lâm Nhất ngưng tụ đến mức mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau khi dùng chiêu tàng long ngọa hổ ngăn cản thế tấn công của đối phương, hắn bèn hùng hổ xông lên, mỗi khi tiến lên một bước thì đều đánh ra một quyền. Dưới sự trợ lực của kiếm ý bán bộ tiên thiên, Lâm Nhất trong trạng thái ba ấn hợp nhất gần như một đường tiến lên. Mỗi khi Lâm Nhất đánh tới một quyền đều có nhiệt huyết hào hùng, khí thế như nuốt chửng núi sông, thể hiện trọn vẹn chỗ tuyệt diệu của long hổ quyền. Đến khi hắn sử dụng hàng long phục hổ, trưởng mang như sông lớn dao động của đối phương hoàn toàn nổ tung. Quyền mang như kiếm nhanh như chớp đánh trúng ngực của đối phương. Phụt! Thủy Vô Ngân phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Ầm! Trước khi rơi xuống,
hắn ta đánh xuống đất một chưởng, mượn chưởng lực này, hắn ta dạng hai cánh tay ra giữa không trung, đáp xuống đất một cách vững vàng. Động tác của hắn ta nhẹ nhàng linh hoạt, có điều sắc mặt khi nhìn về phía Lâm Nhất lại hơi khó coi. Thú vị thật, trên người có Long Hổ quyền của Đại Tần, lại còn tu cả luyện thể thần quyết đứng đầu đế quốc, còn có thanh kiếm vô cùng sắc bén, có thể giết người bất cứ lúc nào kia, e rằng Đại Tần đế quốc không còn nhân tài mới nổi nào như ngươi nữa cả. Chương 1148, ngươi xuất hiện đúng lúc thật đấy. Trong lúc lẩm bẩm, kinh tuyệt của Thất Tuyệt Bảo lặng lẽ xuất hiện. Hắn ta đảo mắt nhìn một vòng rồi dừng lại ở Lâm Nhất, nói nhỏ, Thủy Vô Ngân, chắc ngươi không ngại có thêm một trợ thủ nhỉ. Sự xuất hiện của Kinh Tuyệt không hề khiến Lâm Nhất và Thủy Vô Ngân bất ngờ. Lúc đối phương xuất hiện, hai người đang đánh nhau đều đã chú ý đến sự tồn tại của hắn ta. Nhưng trận chiến đang ở thời khắc mấu chốt, cho nên không ai rảnh để tâm. Hai người đều không rút kiếm cũng có một phần là vì kiêng dè Kinh Tuyệt. Bây giờ Thủy Vô Ngân bị thương, Kinh Tuyệt đang ẩn mình mới đổi ý xuất hiện sớm hơn. Đúng như lời hắn ta nói, trong Đại Tần đế quốc không còn nhân tài mới nổi nào có thể sánh bằng Lâm Nhất nữa. Hắn tu cả Long Hổ quyền và Long Tượng chiến thể quyết, còn có kiếm thuật có thể nói là chí mạng. Mấy trăm năm nay, thiên tài của đế quốc nhiều vô số kể, chưa từng gián đoạn. Trên sàn đấu của Long Môn tranh tài chưa từng thiếu nhân vật chính thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng không có một ai, hoàn toàn không có một người có thể kiêm tu nhiều võ học, còn có thể tu luyện đến cảnh giới cao siêu như Lâm Nhất. Dù tinh thông Long Hổ quyền hay Long Tượng chiến thể quyết, cũng đủ để hoành hành ngang ngược trong đế quốc rồi. Nhưng Lâm Nhất lại kiêm tu cả hai, kết hợp với kiếm thuật của hắn, có thể nói là đi con đường trước giờ chưa từng có. Trong lòng Kinh Tuyệt hơi kiêng dè, sợ áp lực đáng sợ mà Lâm Nhất mang đến sau khi hắn thật sự trưởng thành. Hắn ta đã lấy được bảo đao, cho nên không cần bảo kiếm trong tầng 9 cho lắm. So sánh hai việc với nhau, hắn ta muốn tiêu diệt Lâm Nhất ở trong tầng 9 này hơn. Lấy được bảo kiếm, vừa khéo có thể cướp của Thủy Vô Ngân một khoản, theo kế hoạch như thế sẽ là một mũi tên trúng hai con nhạn. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để hắn ta xuất hiện, Thủy Vô Ngân không có lý do gì từ chối cả. Đúng như suy nghĩ của hắn ta, bây giờ Thủy Vô Ngân đã bị thương. Cho dù có kiêu ngạo đến mấy cũng đành phải chấp nhận thôi. Ngươi xuất hiện đúng lúc thật đấy. Thủy Vô Ngân nhìn đối phương với vẻ sâu xa, cười giễu cợt một tiếng, sau đó nói, ta chấp nhận sự giúp đỡ của ngươi. Trong đại điện, Kinh Tuyệt bắt đầu tấn công, hắn ta di chuyển rất nhanh. Chân nguyên và sát khí trong người hắn ta bắt đầu ngưng tụ, một thanh huyết đao bắn ra, tia máu lóe lên, bay thẳng về phía Lâm Nhất. Hy vọng hai người các ngươi không hối hận với quyết định của mình. Trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ phẫn nộ, hắn rất ít khi tức giận, nhưng bây giờ hắn thật sự nổi giận rồi. Cả Kinh Tuyệt và Thủy Vô Ngân đều có thực lực ngang bằng hắn, nhưng bọn họ lại liên thủ nhau đối phó với mình ở nơi này. Được thôi, vậy trận chiến hôm nay đừng trách hắn ra tay vô tình. Trong nháy mắt, kiếm ý bán bộ tiên thiên dâng trào. Khí thế phong mang trên người tựa như bảo kiếm tuyệt thế rời vỏ bắn ra, lạnh lùng vô tình, tàn khốc và dẫm máu. Chương 1149 lòng hướng kiếm, không sợ sống chết. Người mộ tu hàn từng giết rất nhiều, nhưng kẻ xấu chết dưới kiếm của Lâm Nhất cũng không ít. Đừng cho rằng Lâm Nhất hắn dễ tính. Kiếm. Lâm Nhất vẫy tay, kiếm táng hoa bay ra từng trong hộp kiếm sau lưng, cảm giác huyết mạch tương liên tràn ngập trái tim. Chân nguyên tràn đầy rót vào kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm mang theo hàn mang lạnh lẽo lập tức chém bay ánh đao đáng sợ vừa bay tới. Vèo vèo. Tiếng kim loại gãy vang lên, uy lực của chiêu kiếm này cực kỳ mạnh mẽ, chém vỡ ánh đao ngưng tụ từ sát khí và chân nguyên. Nhưng vẫn chưa hết, kiếm thế còn lại vẫn càn quét tới. Sau khi một chưởng của mình bị đánh tan, sắc mặt Kinh Tuyệt hơi thay đổi, hắn ta liên tục lùi về sau ba bước. Thực lực của Lâm Nhất này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn ta mấy phần. Thủy Vô Ngân, không cần phải đề phòng ta, nếu ngươi còn không sử dụng Yên Vân kiếm pháp thì ta sợ ngươi không còn cơ hội ra tay nữa đâu. Kinh Tuyệt nói với nét mặt lạnh nhạt, trong lúc đó, sát khí và chân nguyên trên người hắn ta không ngừng nổ tung. Sát khí màu máu bao phủ trên người hắn ta ngưng tụ thành một thanh trường đao sắc bén, trong sát khí màu máu chứa đựng hơi thở tuyệt tình tuyệt hận lạnh như băng.
chỉ thấy thôi đã khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Như ngươi mong muốn, Yên Vân tứ khởi. Trong tay Thủy Vô Ngân chợt xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm ý trong người tản ra. Hắn ta rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý mênh mông biến thành mây khói vô biên, bóng người chia thành bốn, mỗi một kiếm chém xuống đều có chín tia kiếm mang thật thật giả giả, lại mờ ảo như mây khói xuất hiện. Trong nháy mắt, trên người hắn ta kiếm thế như mây, liên miên không dứt, kiếm mang tựa như vô tận biến thành biển mây mờ mịt hội tụ từ bốn phương ùn ùn kéo về phía Lâm Nhất. Sức mạnh của chiêu kiếm này đã thể hiện một cách hoàn mỹ chỗ tuyệt diệu của Yên Vân kiếm pháp. Kinh Tuyệt cũng không hề nương tay, lúc sát khí ngưng tụ đến đỉnh phong, hắn ta rút đao ra khỏi vỏ. Một tia đao mang màu máu tràn đầy bá khí mang theo hơi thở tà ác xen lẫn trong kiếm thế mờ mịt của Thủy Vô Ngân bao trùm lấy Lâm Nhất. Hai người cùng nhau sử dụng sát chiêu, không chút nương tay tấn công Lâm Nhất. Tình huống rất nguy hiểm, dù là ai đối mặt với nó cũng sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Lâm Nhất cầm chặt kiếm trong tay, tóc dài tung bay, lúc này, hắn cực kỳ tập trung, chỉ tập trung vào thanh kiếm. Lòng hướng kiếm, không sợ sống chết. Kiếm ý bán bộ tiên thiên được hắn điều động đến mức tối đa, kiếm mang màu tím tràn ngập cả người. Hắn vung kiếm, Thủy Nguyệt kiếm thế biến thành kiếm mang chứa đứng hàn quang lạnh lẽo hứng lấy biển mây và huyết quang đang muốn bao trùm lấy mình, chút hết sức lực. Keng, 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 keng. Tia lửa bắn tung tóe, tiếng binh khí chạm vào nhau liên tục vang lên. Trận đánh chấn động lòng người, tựa như sóng biển ngút trời kèm theo mưa rền gió dữ. Chưa từng yên ổn được một phút giây nào. Trận chiến vừa kịch liệt vừa tàn khốc kéo dài suốt nửa khắc, trên không trung có chân nguyên dao động, kiếm khí tung hoành, đao quang không dứt, máu tươi bắn khắp nơi. Bỗng nhiên, chương 1150 kiêu ngạo tột đỉnh, chí âm tạo hàn. Trong mắt Lâm Nhất có tinh quang lóe lên, trên người đột nhiên ngưng tụ ra chiến giáp màu tím phác họa long tượng cổ xưa. Chiến giáp xuất hiện bao trùm lên hắn. Hắn không hề tránh né, cứ thế đỡ lấy một đao của Kinh Tuyệt. Keng! Ánh đao màu máu chứa uy lực đáng sợ, một đao khiến chiến giáp chia năm xẻ bảy, xuất hiện vô số vết nứt. Nhưng cuối cùng một đao này lại không thể làm Lâm Nhất bị thương, Kinh Tuyệt cũng bị chấn động phải lùi lại. Ánh sáng hạo nguyệt! Nhân cơ hội này, cổ tay Lâm Nhất khẽ rung, kiếm quang phá tan mây mù xung quanh, ép Thủy Vô Ngân đang ẩn nấp trong biển mây phải xuất hiện. Kiếm của hắn như đoán được mọi thứ, gần như ép đối phương phải xuất hiện trong nháy mắt. Một tia kiếm quang như trăng sáng đánh về phía Thủy Vô Ngân. Đáng chết! Sắc mặt Thủy Vô Ngân thay đổi, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến hắn ta không kịp phản ứng. Kiếm này chắc chắn sẽ đâm trúng hắn ta, chỉ cần đâm trúng thì nhất định sẽ bị thương, việc duy nhất hắn ta có thể làm là cố hết sức giảm thiểu thương tích cho mình. Tình huống chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thủy Vô Ngân không kịp nghĩ nhiều, liên tục vung mấy kiếm đỡ đòn. Nhưng kiếm mang hắn ta vội vàng chém ra sao có thể ngăn cản được kiếm quang như trăng sáng kia. Kiếm mang của hắn ta cứ thể nổ tung, kiếm thế tán loạn khắp người, ánh trăng như ngọn lửa hung ác bao trùm lấy Thủy Vô Ngân, tựa như ngọn lửa bốc cháy cuồn cuộn. Trong mắt Kinh Tuyệt vừa đáp xuống đất lóe lên ánh sáng kỳ lạ, thầm nói một tiếng thật nguy hiểm. Cũng may chiêu kiếm này của Lâm Nhất là nhằm vào Thủy Vô Ngân, nếu không trong lúc bị đánh bay, hắn ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Hồng hộc! Thủy Vô Ngân trốn ra khỏi kiếm thế như trăng sáng kia, trên dưới cả người chồng chất vết thương, áo trắng nhuốm máu, vô cùng nhếch nhác. Hai người nhìn về phía Lâm Nhất, đều cực kỳ kinh hãi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ dưới tình huống một chọi hai mà bọn họ vẫn không thể chiếm được lợi thế. Thậm chí còn bị đối phương áp đảo ngược lại. Xương hàn vạn lý. Nhưng Lâm Nhất không hề đợi bọn họ nghỉ xả hơi, lại bắt đầu sử dụng sát chiêu. Kiếm táng hoa trong tay hắn vung ngược lại, kiếm quang sắc bén như gió lạnh thổi qua, như hoa mai nở rộ trong bầu trời tuyết mùa đông. Kiêu ngạo tột đỉnh, chí âm tạo hàn. Một kiếm có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại mang theo hàn ý sấm vang chớp giật, tựa như chém ngang bông tuyết bay múa giữa ngày mùa đông. Răng rác, những nơi kiếm thế đi qua đều bị đóng băng. Trong chân nguyên xáo động, Thủy Vô Ngân và Kinh Tuyệt đều cầm binh khí chặn trước người, dù chưa bị đóng băng, nhưng khi chân nguyên chạm phải kiếm thế lạnh lẽo sắc bén thì lập tức nổ tung, cả hai người hộc máu, văng ra xa.
Lòng hướng về kiếm, anh dũng có đi không có về. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.